Triệu hồi cuồng triều ở mặt thế chương 478, vô địch đối đầu với hàng duy tấn công một Chỉ có điều. Nhìn trình tự số 3 múa may ánh đao sắc bén ở trước mặt, sát ý trong mắt chủng ma cổ ma càng ngày càng nồng đậm. Đối với nó mà nói, có thể giết chết toàn bộ trình tự ở đây, vậy thì phần thưởng nó có thể có được từ tay ma chủ sẽ cao hơn phần thưởng phá hủy trạm tiền tiêu. Trong ma tộc tất nhiên cũng có cạnh tranh, cũng có phần thưởng mà công việc của con chủng ma cổ ma này là săn giết. Săn giết trình tự số của tộc người. Giây tiếp theo, chủng ma cổ ma xuất hiện phía sau cùng lưu. Ánh sáng trắng bạc thần bí trong tay đột nhiên sáng lên, rồi sau đó, đập vào đầu cùng lưu. Khi cùng lưu cảm nhận được năng lực phòng thủ của kết giới đã bị suy yếu đi rất nhiều bởi tấn công từ bên ngoài, thì anh ta ngay lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, cùng lưu càng tin tưởng thực lực của Văn Vũ. Chỉ cần mình có thể chống đỡ được chủng ma cổ ma một đoạn thời gian để văn vũ phá vỡ kết giới thôi, trước không nói có thể giữ lại con ma vật này hay không, nhưng ít nhất, những chức nghiệp giả còn lại trong phòng hội nghị đều có thể nhặt được một mạng. Khi cảm nhận được chủng ma cổ ma dịch chuyển biến mất, Cùng Lưu cũng đã khởi động trạng thái chiến đấu mạnh nhất của mình. Lôi đình, cộng thêm việc tăng lên tố chất cơ thể của Bạch Hổ Thần Uy, lập tức tố chất cơ thể của Cùng Lưu tăng lên gấp hơn 10 lần. Sau khi Cùng Lưu thăng cấp, quân đội đã phối hợp kỹ năng thứ năm cho cùng lưu. Bá thể bất diệt, bổ sung hiệu ứng bá thể cho cơ thể ký chủ, đồng thời tăng gấp đôi lâu dài cho tố chất cơ thể. Chú thích, bá thể, mọi đòn tấn công sẽ không làm gián đoạn ký chủ, đánh lùi và các hiệu ứng khác, đồng thời, sát thương bản thân sẽ giảm 50%. Sự kết hợp giữa kỹ năng tấn công và phòng thủ này là một kết hợp tốt đối với Cùng lưu. Có hai kỹ năng lôi đình và bạch hổ thần uy làm thủ đoạn tấn công, có thủ đoạn vô địch làm phòng ngự lại có thủ đoạn sát phạt làm tăng trưởng và khôi phục cộng thêm tăng và giảm sát thương từ bá thể bất diệt quân đội đắp nặng vị chiến thần cùng lưu này thành một sự tồn tại đáng mong đợi trên chiến trường đáng tiếc loại hệ thống phối hợp kỹ năng nhìn có vẻ vô địch này lại bất lực khi gặp phải kẻ địch có tốc độ công kích phòng ngự di chuyển mạnh hơn mình thứ đầu tiên bị xé nát là kỹ năng phòng thủ mạnh nhất của cùng lưu kỹ năng vô địch dưới sự gia tăng thể chất của lôi đình Bạch hổ thần uy và cả bất diệt bá thể tố chất cơ thể của cùng lưu đã tăng lên mấy chục lần. Trước mắt thì tố chất cơ thể của cùng lưu cũng không yếu hơn so với ma chủng cổ ma quá nhiều. Trong khi ma chủng cổ ma di chuyển tức thời đến sau lưng cùng lưu, cùng lưu đã phát hiện ra, anh ta xoay chiến đao cực đại rồi điên cuồng chém xuống, không hề tránh né luồng sáng màu trắng bạc trên tay ma chủng cổ ma. Vô địch, sau khi kích hoạt trong vòng 10 giây sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào. Nguyên nhân chính là vì có kỹ năng này nên anh ta mới có thể áp dụng cách đánh lấy sát thương đổi sát thương. Húng chi, ở trong lòng Cùng lưu, vô địch thì chính là vô địch. Ma chủng cổ ma không thể nào đánh vỡ được hàng rào phòng ngự của vô địch. Nhưng đáng tiếc là lần này Cùng lưu đã tính sai rồi. Chiến đao cực đại tỏa ra ánh sáng của sấm sét chói mắt đang chém xuống thân thể của ma chủng ma cổ. Đúng lúc mắt đã thấy chiến đao đã tiếp xúc với cơ thể của ma chủng cổ ma nhưng rồi chợt dừng lại ngưng động không gian phạm vi nhất định xung quanh cơ thể sẽ hình thành một khoảng không gian hoàn toàn bị ngưng động ngoài chủ thể ra bất kỳ vật thể nào cũng sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái ngưng động sau khi kích hoạt kỹ năng thì mỗi giây đều tiêu hao một lượng lớn thể lực năng lực này đã ngưng động từng động tác tấn công lại đừng nói là ma chủng cổ ma bị suy yếu trong khu vực long uy càng đừng nói đến tình trạng hiện tại của cùng lưu Cảm nhận được bản thân bị tấn công cùng với sự ngưng động của toàn bộ cử động của cơ thể, sự điên cuồng trong mắt cuồng lưu ngày càng đậm hơn, sấm sét bùng trên trong cơ thể anh ta, cố gắng sử dụng sức mạnh tuyệt đối để phá hủy hiệu ứng ngưng động không gian. Nhưng đáng tiếc là nó hoàn toàn vô dụng. Giây tiếp theo, móng vuốt lóe ra ánh sáng trắng của ma chủng cổ ma đã đập lên cơ thể cuồng lưu. Em mờ thanh kẻo kẹt, chó tai quanh quẩn trong cái kết giới nhỏ bé này, sức mạnh thần bí cộng với hai kỹ năng bộc phát ra đòn tấn công trực diện nhất. Màn ánh sáng trong suốt bao quanh cơ thể cuồng lưu tiếp xúc hoàn toàn với đòn hàng duy tấn công của ma chủng ma cổ. Tiếp theo đó, màn ánh sáng trong suốt bao quanh cơ thể cuồng lưu không ngừng vặn vẹo theo từng luồng ánh sáng đen vô cùng quỷ dị, sau đó, màn ánh sáng trong suốt hoàn toàn không thể nhìn thấy vốn dĩ là do vô địch tạo thành nay không ngừng rạn nứt giống như mang pha lê vậy, tiếp đó, những mảnh vỡ của màn ánh sáng bắn tứ tung trong không trung vô địch không thể so được với hàng duy tấn công. Năng lực vô địch này là năng lực phòng ngự loại một hơn nữa nó không có bất cứ tính thiên hướng nào cả, năng lực này hoàn toàn chỉ có tính phòng ngự, có thể coi vô địch như một tấm khiên dính vào người, có tác dụng phòng ngự vô cùng mạnh mẽ. Cho dù là đối mặt với năng lực cấp SS đi nữa thì hiệu quả phát huy của năng lực vô địch này nói 10 giây thì chính là 10 giây nhưng đối với kỹ năng tấn công cấp SSS trở lên thì hiệu quả phát huy của năng lực phòng hộ này khó có thể đảm bảo. Nếu chỉ là đơn thuần nói về hiệu quả tấn công của năng lực hàng duy tấn công này thì tuyệt đối là đứng hàng đầu, năng lực hệ tấn công đáng sợ nhất, hơn nữa cấp bậc của hàng duy tấn công là SSS, cấp bậc kỹ năng cao hơn so với vô địch, thậm chí tố chất cơ thể của ma chủng cổ ma trước mặt cũng cao hơn so với cùng lưu một chút. Cho nên, Việc vô địch không thể ngăn được đòn tấn công của hàng duy tấn công cũng nằm trong dự liệu của ma chủng cổ ma. Trên thực tế thì trước đây, ma chủng cổ ma đã có thể tấn công mục tiêu thì không có bất cứ kỹ năng nào có thể ngăn chặn được sức mạnh của hàng duy tấn công. Cùng lưu bị ngưng động không gian đông cứng lại, mắt thấy móng vuốt của ma chủng cổ ma xé toạc kỹ năng vô địch, sự nghi hoặc chợt lóe lên trong mắt anh ta, sau đó cùng lưu lại một lần nữa kích hoạt vô địch. Lúc này đây, khi lớp màng trong suốt bị phá vỡ, ánh sáng màu trắng bạc trên móng vuốt của ma chủng cổ ma cũng hoàn toàn bị phòng ngự năng lực do vô địch sinh ra triệt tiêu sau đó những chiếc móng vuốt sắc bén đột ngột đập vào phần bụng của cùng lưu cùng với đó là một lượng máu tươi lớn và những đoạn ruột bị rách rơi ra sau đó cùng lưu đang trong trạng thái bị ngưng động lại một lần nữa kích hoạt vô địch hai lớp vô địch mới có thể chặn được đòn tấn công từ hàng duy tấn công huống chi cùng lưu đang trong phạm vi tác dụng của ngưng động không gian ngoại trừ việc kích hoạt kỹ năng thì cơ thể không thể di chuyển được, chỉ có thể ở đó là một cái biên nắm bằng thịt có thể kích hoạt kỹ năng mà thôi. Ma chủng cổ ma cảm nhận được hiệu quả phòng ngực, vô cùng lớn mạnh, trên người cùng lưu, khóe miệng treo một nụ cười dữ tận đồng thời dùng một bàn tay bóp nát hàng rào cách ly, một tay khác lại dơ lên, trên tay xuất hiện ánh sáng bạc lập lòe. Vô địch của cùng lưu không có thời gian hồi kỹ năng, hàng duy tấn công của ma chủng cổ ma cũng không có. Trận chiến giữa tấn công và phòng thủ của cùng lưu và ma chủng cổ ma đã kết thúc trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Sau đó điều mà mọi người nhìn thấy đó chính là bụng cùng lưu bị xé rách và cơ thể anh ta không thể cử động được. Máu từ bụng chảy xuôi ra, vừa chảy ra khỏi cơ thể máu như đông cứng lại, lơ lửng trên không rồi đông đặt lại. Khắp bên trong không gian này, chỉ có một ma chủng cổ ma đang cười giữ tận lại một lần nữa vung cánh tay đầy vẫy của mình. Trong thời gian ngắn ngủi đã phân thắng bại. Lúc này, trong tay hạt giống quỷ cổ có gần 10 mảnh hàng rào cách ly. Nhanh lên đi. Nhanh lên. Phương Văn Hải trên người đầy vết máu và vết bỏng, vừa lớn tiếng điên cùng hét lớn vừa dốc toàn lực tấn công hàng rào cách ly. Lúc này Phương Văn Hải chỉ có thể cầu nguyện là cùng Lưu có thể chịu đựng thêm một khoảng thời gian nữa. Nếu không thì cùng Lưu hẳn phải chết. Mà tưởng tượng đến cảnh sóng gió xảy ra sau khi cùng Lưu tử trận, Phương Văn Hải càng trở nên lo lắng hơn, lực trên tay anh ta tăng thêm vài phần. Thật đáng tiếc khi sự phát triển của vạn vật không bao giờ bị thay đổi bởi ý chí của những kẻ yếu đuối. Sự sống chết của cùng lưu hoàn toàn được quyết định bởi ma chủng cổ ma. Mà ma chủng cổ ma tuyệt đối sẽ không thủ. Hạ. Lưu. Tình. Đối với nhân tộc. Cánh tay dơ lên cao không ngừng đập xuống, ánh sáng màu trắng bạc mang theo hơi thở nồng đậm hương vị chết chóc dán xuống đầu cùng lưu. Hai kỹ năng hàng duy tấn công và vô địch cộng thêm sức mạnh thần bí không ngừng nổ vang trong phạm vi không lớn. Hai lần vô địch của cùng lưu chỉ có thể ngăn được một lần hàng duy tấn công của ma chủng cổ ma, vì vậy trận đỏ sức trực tiếp nhất đã bắt đầu. Thứ để đỏ ở đây chính là thể lực còn sót lại của hai bên. Bốn cánh tay của cổ ma, ngoại trừ cánh tay đang cầm lá trắng thì ba tay còn lại đều lóe lên ánh sáng bạc, điên cuồng đập lên cơ thể không thể nhúc nhích của cùng lưu cánh tay thô to mang theo từng đợt dư ảnh mà tấn công chính diện vào cùng lưu, trên người anh ta phát ra một đợt tiếng vang của sự rạn nứt, hai mắt nhắm nghiền, hai hàm răng cắn chặt lại, không ngừng kích hoạt kỹ năng vô địch. Trừ cách này ra thì anh ta không còn cách nào khác cả. Nhìn thấy ánh sáng bạc trên người ma chủng cổ ma ngày càng trở nên mạnh mẽ, trong khi tiếng nổ trên cơ thể cùng lưu ngày càng dữ dội hơn, Clare đang công phá hàng rào cách ly, đột nhiên dừng những đòn tấn công lại và xoay người về phía ma chủng cổ ma phát động tấn công sự lựa chọn của keller là khá khôn ngoan nhìn thấy kết giới cách ly trên tay của chủng ma cổ ma vẫn còn một ít và toàn thân cùng lưu đã bắt đầu run rẩy liên tục đây là dấu hiệu của việc thiếu thể lực nếu cùng lưu tiếp tục chịu sự tấn công của chủng ma cổ ma e rằng không lâu nữa cùng lưu sẽ bị chủng ma cổ ma giết chết một khi cùng lưu chết đi hậu quả sẽ rất thảm khốc chưa kể nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến quân đội Trung Quốc. Nếu không có cuồng lưu để chống chọi với chủng ma cổ ma, thì những chức nghiệp còn lại chỉ mất chưa đầy một phút sẽ bị giết từng người một bởi chủng ma cổ ma. Colero trực tiếp từ chiếc nhẫn không gian lấy ra một hộp kim loại lớn. Chiếc hộp vuông vắng, cao chừng nửa người. Phương Văn Hải đã nhìn thấy chính chiếc hộp kim loại lớn này là chiếc hộp mà Colero mang theo trong bảo địa của trạm canh gác. Có một tia sáng lóe lên trong mắt Colero, và chiếc hộp kim loại khổng lồ từ từ tan biến và biến thành một vũng chất lỏng kim loại màu trắng bạc bơi về phía Collager, rồi bao bọc cơ thể Collager. sau một vài giây kim loại lỏng trên người Collager đông đặc trở lại và biến thành một bộ giáp kim loại khổng lồ bộ giáp được treo bằng những cơn bão kim loại bệ phóng tên lửa thu nhỏ và nhiều thiết bị sức mạnh khác nhau bộ giáp màu trắng bạc hơi phồng lên nhưng không ai dám đánh giá thấp nội dung kỹ thuật của bộ giáp này cùng với hỏa lực đáng sợ mà nó có thể phát huy ra. Đây là dự án trọng điểm hiện tại do Hoa Kỳ phát triển, sự kết hợp giữa công nghệ và các chức nghiệp để tạo thành một hệ thống chiến đấu mạnh mẽ hơn. Hộp kim loại lớn của Collerer là vũ khí, công nghệ cao được các nhà nghiên cứu Mỹ phát triển dành riêng cho chức nghiệp và kỹ năng của Collerer. Collerer, tộc nhân trình tự 6. Nghề nghiệp, bậc thầy kim loại. Khi bộ giáp và trang bị trên người đã được hoàn thiện, Colerer tung ra một cuộc tấn công dữ dội vào chủng ma cổ ma. Vô số tên lửa vi mô phóng ra từ áo giáp của Colerer và trực tiếp lao vào phạm vi kỹ năng đã được củng cố của không gian xung quanh chủng ma cổ ma và sau đó những tên lửa thu nhỏ này bị đóng băng trong không gian xung quanh của chủng ma cổ ma rồi bất động. Nổ cùng với giọng nói nhẹ nhàng của Colerer một ánh đèn đỏ đột nhiên sáng lên trên tên lửa siêu nhỏ được đông đặt lại, nhưng không có gì xảy ra. Sức mạnh hóa rắn trong không gian khiến cho những tên lửa này thậm chí không thể phát nổ, trực tiếp biến chúng thành những viên đạn lép. Claire nhìn tên lửa vi mô rắn chắc với một vẻ mặt nghiêm túc, không hoàn toàn từ bỏ công kích, mà trực tiếp kích hoạt các kỹ năng. Kiểm soát kim loại, các kim loại và hợp kim khác nhau có thể được điều khiển bằng trí óc để gây ra sự dịch chuyển hoặc biến dạng. Lưu ý, không thao tác với các nguyên tố kim loại vi lượng đây là kỹ năng nghề nghiệp của bậc thầy kim khí từ kỹ năng này cũng có thể thấy nghề của klezơ khá độc đoán bạn có thể nhận được kỹ năng cấp ép chỉ sau khi đổi nghề với suy nghĩ của klezơ lực lượng được điều khiển bằng kim loại đã trực tiếp liên lạc với những tên lửa thu nhỏ đang mắc kẹt giữa không trung tất cả các tên lửa siêu nhỏ do klezơ phóng đi đều có hai cơ chế kích hoạt một bộ được kích hoạt bởi các tín hiệu điện từ thông thường một bộ khác là Collager sử dụng thao tác kim loại để làm biến dạng nó và kích hoạt một vụ nổ. Nhưng, nó vẫn không hoạt động. Sức mạnh của không gian hóa trắng không phải là thứ mà Collager ở giữa cấp 4 và một kỹ năng cấp S có thể phá vỡ. Collager với một khuôn mặt bình tĩnh và sự thất bại của cuộc tấn công hoàn toàn không ảnh hưởng đến cô ta. Sau khi bình tĩnh quan sát hoàn cảnh xung quanh, Collager lại giơ tay phải lên. Một tên lửa được phóng từ áo giáp của Collager quỹ đạo không nhanh và nó bị xoắn đi. Dưới sự điều khiển của Kohler, tên lửa siêu nhỏ trực tiếp đến hàng rào cách ly đối diện với Kohler. Đường đạn bay, khu vực đông đặt tên lửa không gian Kohler và các chức nghiệp khác được kết nối thành một đường thẳng tại vị trí. Sau đó, tên lửa siêu nhỏ đã được kích nổ trực tiếp bởi Kohler. Bùng! Một tiếng nổ dữ dội vang lên, lực va chạm dữ dội tác động trực tiếp vào phạm vi không gian bao gồm các kỹ năng đã được đông đặt và sau đó làn sóng xung kích của vụ nổ và mảnh bụi bốc lên trực tiếp bị đóng băng trong không khí có không gian kiên cố làm lá chắn vụ nổ lần này không gây thiệt hại quá lớn cho các chức nghiệp tuy nhiên nó lại không ảnh hưởng nhiều đến hàng rào cách ly hoặc sự kiên cố của không gian chủng ma của ma đã đập tan một rào cản cách ly khác cái đầu xấu xí cười toe toét với klerer và sát khí trong mắt của nó rõ ràng đã nói cho klerer biết một sự thật giải quyết được trình tự ba vậy sẽ đến lượt mi rồi klair bất động một lần nữa vô số tên lửa siêu nhỏ được phóng ra từ bộ giáp chiến đấu và dưới sự điều khiển của kim loại chúng hạ cánh trực tiếp xuống vị trí vừa rồi sau đó bùng 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 những tiếng nổ liên tiếp vang lên điên cuồng cho dù có lá chắn không gian kiên cố bảo vệ thì nhiều chức nghiệp vẫn bị choáng váng trước âm thanh và làn sóng khí do vụ nổ tạo ra Cô thật là điên rồi. Angere đánh mạnh vào hàng rào cách ly bên cạnh anh ta và rống to với Colerer. Đây là một không gian hạn chế. Cô cho nổ quá nhiều quả bom cùng một lúc và tất cả chúng ta sẽ chết ở đây. Sau khi nghe những lời của Angere, Colerer phớt lờ nó và một lần nữa bắn rất nhiều quả bom khác nhau vào vị trí vừa rồi. Thật đáng tiếc. Vẫn không có hiệu quả. Không thể nói rằng nó không có tác dụng gì cả. Không gian của chủng ma cổ ma được kiên cố hóa, mỗi dây kích hoạt đều cần rất nhiều năng lượng thể chất, ngoài ra trong trường hợp bị ngoại lực can thiệp, tùy theo thực lực của ngoại lực sẽ tiêu hao thêm thể lực. Làn sóng xung kích dữ dội làm chậm cuộc tấn công của chủng ma cổ ma một chút, chứng tỏ rằng đòn tấn công của Colerer vẫn có tác động nhất định đến chủng ma cổ ma. Thật đáng tiếc, đó chính lại là để cho chủng ma cổ ma thư giãn một thời gian. Colerer nhìn chủng ma cổ ma đang không ngừng phát động công kích, rồi nhìn đôi mắt mình đã chảy máu, nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi, khẽ thở dài rồi chậm rãi nói. Tôi còn lại một chiêu cuối, kích nổ thứ này có thể sẽ phá vỡ kết giới này hoặc là phá vỡ kỹ năng của con ma vật đó. Tôi sẽ đem quyền lựa chọn này cho các vị. Còn có một điều mà Claire không nói. Nhưng mọi người đều đã biết, bom nổ ở nơi thoáng cùng với nổ ở nơi kín thì thiệt hại gây ra là khác nhau. Ở hàng rào cách ly này, đã từng cho nổ một ông lớn có thể làm nổ tung hàng rào cách ly khi đó các chức nghiệp có mặt sẽ bị ảnh hưởng như thế nào đương nhiên không cần phải nói họ không thể mạnh hơn hàng rào cách ly và những sự thật này tất cả những ai là đại diện của quân đội các nước làm sao lại không biết được vậy thì còn chần chừ gì nữa nhanh lên nhanh lên hiện tại cùng lưu không nhịn được nữa phương văn hải hét vào mặt kolerer khi anh ta đập mạnh vào hàng rào cách ly những nắm đấm của phương văn hải đã dính đầy máu thịt và máu chảy khắp nơi thậm chí xương còn lộ ra ở một số chỗ kolerer khẽ thở dài và liếc nhìn những người khác bỏ đi trình tự ba không thể chết ít nhất là không thể chết ở chỗ này người phát ra âm thanh là một ông già với thần thái kiên quyết mái tóc bạch kim thân hình gầy và thẳng bộ quân phục mỹ được chăm chút tỉ mỉ đây là một đại diện của quân đội hoa kỳ lão nhân chậm rãi dừng công kích vô dụng trong tay quay người lại hiện tại thấy cùng lưu bị đánh trong trạng thái bị động ông vừa nói nhanh vừa ra sức trình tự là hy vọng của loài người tôi không phải là lão đại chúng ta cũng không phải là đại biểu quân đội ai cũng có thể là đại biểu quân đội nhưng chỉ có vài trình tự chết đi mỗi một trình tự tổn thất đã đủ lớn lắm rồi lão già nói xong trực tiếp lấy ra rất nhiều đạo cụ bảo hộ từ trong những không gian trực tiếp nhét vào tay kollerer khởi động thôi tướng quân kollerer nhìn ông lão trước mặt với vẻ mặt phức tạp đại diện của quân đội hoa kỳ này là một con diều hâu điển hình trong quân đội hoa kỳ trước ngày tận thế ông luôn tin vào thuyết uy hiếp của trung quốc và không bao giờ thỏa hiệp với thế giới bên ngoài không ngờ người này hóa ra lại là người thứ hai đứng lên khởi động thôi đại diện quân đội Nga đứng lên, trực tiếp phân loại đạo cụ bảo hộ trong tay, ném cho Andre. Sau đó sải bước đi đầu. Trình tự 3 không chết được, trình tự 6 và trình tự 7 cũng không thể chết được, dùng mạng sống của chúng ta để đổi với mạng sống của các ngươi, thật là đáng giá lắm. Để chúng ta chơi một chút nhiệt tâm cuối cùng, vì các ngươi mà chịu đựng một chút công kích. Nói xong, người đàn ông có bộ râu xung xuê này trực tiếp lấy ra một chiếc khiên cực lớn từ trong những không gian, đeo lên trước nhanh lên. Các đại diện của quân đội Anh cũng bước lên. Tuy rằng ta không muốn chết, nhưng xem ra không còn cách nào khác. Người đại diện của quân đội Nhật Bản do dự một chút, rồi nhanh chóng trở nên vững vàng, nhét tất cả các vật phẩm bảo hộ trong những không gian cho Claire rồi sải bước đi về phía trước. Đừng do dự nữa, còn có, cảm ơn các ngươi. Phương Văn Hải đi từ phía sau ra phía trước, gật đầu nặng nề với Claire, rồi nhét vào tay klerer một số lượng lớn vật phẩm bảo hộ các đại diện quân sự của nhiều quốc gia với nhiều ngôn ngữ khác nhau cùng hội tụ tại đây đã khiến đôi mắt của klerer trở nên kiên định ngay lập tức chuẩn bị klerer hét lên và sau đó ở vai bộ giáp chiến đấu một vật thể hình cầu đột nhiên bay lên và dưới sự điều khiển của kim loại nó từ từ trôi về nơi tên lửa vừa phóng đi sau đó bùng sóng xung kích dữ dội lan khắp nơi dù có không gian ngưng động che gió che mưa cho những chức nghiệp phía sau cũng đã chẳng có tác dụng gì toàn bộ kết giới giống như một quả bóng bay sắp vỡ tung to phồng lên trong chốc lát sức mạnh khổng lồ đã lấp đầy nó và không mất một giây quả bóng bay khổng lồ này đã trực tiếp nổ tung một đám mây hình nấm từ từ bay lên từ vị trí pháo đài trung tâm ban đầu và sau đó từ từ tan biến trong bảo địa và ngay sau khi vụ nổ xảy ra Chủng ma cổ ma đã cảm nhận được sức mạnh của vụ nổ này và sức mạnh vô song này ngay lập tức đã phá vỡ được không gian đông đặc và lập tức lấy đi rất nhiều thể lực của chủng ma cổ ma. Chủng ma cổ ma dừng chuyển động của tay nó và trực tiếp kích hoạt không gian bảo hộ. Cùng lưu ở phía đối diện vốn đã rối rắm, nhưng theo bản năng cũng mở ra một món vô địch rồi bị luồng khí bạo nổ mà lao ra xa. Khi lá trắng cách ly bị nổ tung từ bên trong, chính là lúc Văn Vũ đang đứng trước lá chắn cách ly đó với đôi tay vung kiếm không ngừng. Giống như một quả bóng căn phòng bị nổ tung, kết giới cách ly lập tức bị tác động này bị phá vỡ khiến cho Văn Vũ, người đang ở trong trạng thái ma quân hắc ám phải lão đảo lùi lại vài bước. Phải nên biết, Văn Vũ trong trạng thái ma quân hắc ám tương đương với khả năng miễn nhiễm với hầu hết các sát thương vật lý. Trong giây tiếp theo, khói và bụi khuếch tán niên cùng phun ra từ không gian, Văn Vũ đã vượt qua làng khói dày đặc và đi đến một nơi đang lóe ra điện quang. Cùng lưu nằm trên mặt đất, một cách máy móc đổ thuốc chữa bệnh và thuốc phục hồi thể lực vào miệng, đôi mắt lờ mờ nhìn cái bóng đen khổng lồ trước mặt, sau đó nghiêng đầu và hôn mê bất tỉnh. Cuộc đối đầu với chủng ma cổ ma và làn sóng bùng nổ, tức thời đã làm cùng lưu bị thương nặng và cạn kiệt sức lực. Ta đã sớm nói với cậu chuyện gì rồi mà. Từ miệng ma quân hắc ám phát ra tiếng ong ong, và sau đó tóm lấy cơ thể của cùng lưu đồng thời nhét cùng lưu vào cơ thể của mình miễn là văn vũ không tạo ra những lời nguyền và khả năng ăn mòn khác nhau thì đương nhiên cơ thể của ma quân hắc ám có thể chứa một số thứ sau đó văn vũ quay đầu nhìn nơi phát ra tiếng động ở trong làng khói khói súng và hơi nóng từ từ trôi đi và một tia sáng bạc từ từ bơi ra khỏi lòng đất rồi từ từ ngưng tụ thành hình dáng của keller cơ thể cơ học nano cấp độ sss Khả năng hoạt động cơ thể được cấu tạo bởi máy móc nano có thể thay đổi cấu hình và hình dạng cơ thể theo ý muốn. Khi thể lực đủ, nó thậm chí có thể biến dạng cơ thể thành nhiều cấu trúc cơ học khác nhau. Khả năng này giống như chất kết thúc bằng kim loại lỏng trong số các Terminator và có thể mong đợi rằng khi cấp độ của Clare tăng lên, tác dụng của khả năng này sẽ khá khủng khiếp và kỳ lạ. Ngay cả như bóng tối, một loạt các kỹ năng bổ sung có thể được phát triển kolerer đứng bên cạnh ma quân hắc ám với khuôn mặt tái nhật đầu tiên là liếc nhìn sự xuất hiện của ma quân hắc ám sau đó mới ngập ngừng hỏi ông là văn vũ kolerer gật đầu nhưng không hỏi bất cứ điều gì ảnh hưởng đến bầu không khí như làm thế nào mi trở nên như thế này cô ta nói nhanh để phá vỡ kết giới tôi đã đặt một quả siêu bom và anjore bị choáng váng vì tác động của vụ nổ Vừa rồi tôi còn mơ hồ thấy Angere dường như bị con quái vật đó tóm được. Vâng. Văn Vũ rõ ràng gật đầu. Khả năng hóa lỏng của Klerer giống như khả năng của hệ thống nguyên tố, có tác dụng rất lớn trong việc giảm sát thương vật lý như sóng xung kích. Tuy nhiên, Angere không may mắn như vậy. Phần còn lại thì sao? Chết hết rồi. Đôi mắt của Klerer có chút cô đơn. Ê. E. Văn Vũ nặng nề thở dài. Thanh âm này là để tỏ lòng tôn kính một chút với Phương Văn Hải. Văn Vũ và Phương Văn Hải không có tiếp xúc bao lâu, trong khoảng thời gian không dài này, phần lớn đều giao tiếp thông qua thiết bị liên lạc, nhưng Văn Vũ phải thừa nhận rằng Phương Văn Hải khá có năng lực và đã chết ở đây thì thật đáng tiếc. Thuốc súng trước mặt chậm rãi tiêu tán, trong giây tiếp theo, Văn Vũ mơ hồ nhìn thấy hình dáng khổng lồ cổ quái cao gần ba thước. Trên tay hắn còn có một cái bóng mờ cường đại nhìn thấy bóng dáng của chủng ma cổ ma, văn vũ vẫy thanh kiếm trong tay chào hỏi. Ma chủng ở phía đối diện nâng cao cẳng tay phải mà xuyên qua đống thuốc súng nặng nề, nhiệt tình vẫy tay hai lần với văn vũ, đồng thời hét lớn. Xin chào, lại gặp mặt rồi. Ừ, tôi không ngờ rằng lời chào của mi còn đủ lớn. Văn Vũ điều khiển ma quân hắc ám phát ra tiếng kêu vo ve, nhưng không làm gì khác. Văn Vũ không chắc có thể đánh chết chủng ma cổ ma, Xem ra thì chủng ma cổ ma cũng không có tâm tư muốn khiêu chiến với văn vũ. Chủng ma cổ ma hơi nghiêng đầu. Đầu tiên, hắn liếc mắt nhìn ma quân hắc ám bất động thanh sắc, sau đó chỉ vào Angere trong tay. Sao nào, không cứu hắn à? Văn vũ lắc đầu. Không cứu được, sự dịch chuyển của ta không nhanh bằng mi. Lựa chọn không ngoan. Chủng ma cổ ma nhẹ nhàng gật đầu và thản nhiên bẻ cổ Angere. Ngay cả là trình tự bảy, ở trước chủng ma cổ ma này thì cuộc sống dường như rất khiêm tốn có lẽ một ngày nào đó bản thân văn vũ cũng sẽ phải đối mặt với một đối thủ mà mình hoàn toàn không có khả năng rồi thì sẽ giống như một cậu bé chăn gà sẽ bị người khác thản nhiên mà giải quyết còn kolerer ở bên cạnh rõ ràng cảm giác buồn bực như một con thỏ và con cáo nhìn Angere bị gãy cổ môi cô khẽ rung lên cô hơi quay đầu lại như thể không chịu nổi khi nhìn xác Angere trên mặt đất một lần nữa sau khi chủng ma cổ ma giết chết andre lần đầu tiên nó ngẩng đầu lên và nhìn ma quân hắc ám với đôi mắt vô cảm đáng tiếc văn vũ vẫn không nhúc nhích nếu như văn vũ muốn chiến đấu với chủng ma cổ ma thì anh đã hành động từ lâu khi andre chưa chết hiện tại ra tay cũng hoàn toàn vô nghĩa thấy văn vũ quá khôn ngoan và điềm đạm chủng ma cổ ma khẽ gật đầu đồng thời giơ ngón tay cái lên cho văn vũ sau đó chủng ma cổ ma đầu tiên nhìn thi thể andre trên mặt đất suy nghĩ một chút nó lại trực tiếp xé cánh tay phải của nó và từ trong máu thịt lấy ra một khối hình trụ màu đen tuyền nhẹ nhàng bóc nắp hình trụ ra chủng ma cổ ma nở một nụ cười kỳ quái với văn vũ và claire có một câu hỏi dành cho các bọn mi là đã bao giờ có bất kỳ câu hỏi nào về sự tồn tại của chủ nhân chưa khói lửa trên chiến trường đã tiêu tan từ lâu văn vũ đương nhiên có thể nhìn thấy động tác của chủng ma cổ ma khi nhìn thấy hình trụ màu đen lông mày của văn vũ đột nhiên nhăn lại hình trụ màu đen này ban đầu được đặt trong cơ thể của chủng ma cổ ma, bây giờ chủng ma cổ ma lấy nó ra với cái giá là bị thương ở cánh tay, thì cũng có thể tưởng tượng được tầm quan trọng của thứ này. Ngay khi Văn Vũ đang suy nghĩ xem chủng ma cổ ma có âm mưu gì, ánh mắt Văn Vũ bị lời nói của ma chủng cổ làm ngưng trệ. Mi có biết chủ nhân là gì không? Ngay khi suy nghĩ xoay chuyển, Văn Vũ lập tức dập tắt kế hoạch sơ tán trước, đồng thời hỏi ma chủng cổ chủng ma cổ ma nhún vai khi chơi với hình trụ màu đen. Chúng ta cùng với chủ nhân đánh không biết qua bao nhiêu thế giới. Nếu nói chúng ta không thể phát hiện ra tình báo của đối phương, như vậy cũng là quá khinh thường chúng ta rồi. Ta không thể nói cho mi biết tin tức về chủ nhân, ít nhất là hiện tại ta không thể nói cho mi nhưng mà, điều này không ngăn cản ta thêm một khối thân thể cho chủ nhân, cũng là vì mi mà cho thêm một khối, nhân tộc, trình tự hai. Xem được lắm. Chủng ma cổ ma nở một nụ cười chế giễu với văn vũ, rồi từ từ đặt khối trụ màu đen ở trong tay lên đỉnh đầu của Angere. Những vệt khí bí ẩn từ từ thoát ra dọc theo đầu Angere. Ban đầu luồng khí này là vô hình, không màu và không mùi, rồi nó lại từ từ chuyển thành màu đen dưới tác dụng của hình trụ màu đen, rồi từ từ đi vào hình trụ màu đen. Một lúc sau, khi khí tức không còn thoát ra khỏi đầu Angere, chủng ma cổ ma nhanh chóng thay đổi nắp của khối trụ màu đen, rồi lắc mạnh khối trụ màu đen trong tay em mờ thanh diên diên giang giang phát ra từ trong khối trụ màu đen giống như âm thanh của hai vật cứng va chạm vào nhau khiến lòng văn vũ nặng trĩu một lúc sau chủng ma cổ ma nhẹ nhàng cầm vật trong tay sau đó nâng nắp lên nghiêm túc nhìn vào bên trong rồi chậm rãi ngẩng đầu lên trên mặt mang theo một nụ cười kỳ quái đoán xem có gì bên trong tim văn vũ chợt thắt lại khi nghe những lời của chủng ma cổ ma cả khu vực rơi vào một loại im lặng kỳ lạ. Chủng ma cổ ma chỉ tiếp tục giữ hình trụ màu đen, trong khi Văn Vũ và Claire chỉ im lặng đứng đó. Quên đi, không treo chọc mi nữa. Với trường hợp này, mi còn phải tự mình xem xét, bớt cho việc mi cho rằng ta đang nói dối mi. Chủng ma cổ ma nhún vai, đồng thời trực tiếp đặt khối trụ màu đen trong tay xuống đất. Thứ này, ta đặt ở tại đây, và ta phải nói rằng, ta không để lại bất kỳ cạm bẫy hay thủ đoạn nào ở đây, tất nhiên, có tin hay không là do mi thôi. Ngoài ra, còn một lời nhắc nhở quan trọng. Nếu ta là mi, ta sẽ lựa chọn rời đi ngay bây giờ và bỏ qua mọi chuyện ở nơi này. Bởi vì không phải ai cũng có thể chịu được sự thật. Ta thật sự sợ chuyện nhỏ này sẽ hủy hoại ngươi. Khạch khạch khạch. Chủng ma cổ ma nở nụ cười quá dị vô cùng sảng khoái, đồng thời vẫy vẫy tay với văn vũ, trong miệng làm ra động tác rõ ràng. Có duyên gặp lại. Sau đó, ánh sáng màu bạc không ngừng lập lòe, trong khoảng thời gian ngắn, chủng ma của ma đã sử dụng mấy động tác tức thời rồi lao thẳng về phía thành phố ma. Chỉ còn lại Văn Vũ và Clare nhìn khối trụ đen trên mặt đất với vẻ mặt bất định, không biết là đang nghĩ gì. Cô đem cùng lưu đi trước đi. Văn Vũ đang nghe truyện trên TV audio CV điều khiển ma quân hắc ám anh trực tiếp kéo cuồng lưu ra khỏi cơ thể và đặt lên tay Claire. Claire nhìn vào cơ thể khổng lồ của ma quân hắc ám, do dự hồi lâu rồi tiếp nhận cuồng lưu. Tình hình hiện tại rất rõ ràng, Văn Vũ không có ý chia sẻ bí mật, nhưng nếu nói rằng Claire không có ham muốn khám phá những điều chưa biết, thì điều đó thật sự rất nhảm nhí. Tuy nhiên, với tình hình là mạnh hơn những người khác, và Claire sẽ không nghi ngờ rằng nếu cô ta không có hứng thú, thì văn vũ nhất định sẽ tự ra tay với chính mình. Hãy cẩn thận. Colerer chống lại sự tò mò trong lòng, nói với văn vũ, rồi nhanh chóng đi đến lối ra của trạm canh gác phía trước. Hình trụ màu đen trên mặt đất toát ra tia sáng đen đáng ngại, dưới bầu trời vĩnh viễn sáng ngời của bảo vật, hình trụ màu đen giống như một lỗ đen, kiên quyết thu hút tầm mắt của văn vũ. Do dự vài giây, chỉ là vài giây, văn vũ dứt khoát nhất lên trạng thái ma quân hắc ám vô diện đứng bên cạnh văn vũ trung thành bảo vệ văn vũ đi xem thử có cạm bẫy nào trong thứ đó không mặc dù chủng ma cổ ma nói rằng nó không đặt bất kỳ cạm bẫy nào lên thỏi trụ màu đen nhưng văn vũ sẽ không bao giờ đặt sự an toàn của mình lên thanh danh của kẻ thù vô diện trung thành thực hiện mệnh lệnh của văn vũ hắn trực tiếp đi tới trước thỏi trụ màu đen cuối người nhặt lên sau đó dưới sự chỉ huy của văn vũ vô diện trực tiếp đẩy mở nắp hình trụ màu đen nhìn vào bên trong. Tuy nhiên, 10 phút trôi qua. Không có chuyện gì xảy ra. Sự thật đã chứng minh rằng chủng ma cổ ma không lừa dối văn vũ. Quả thực không có cạm bẫy nào trên hình trụ màu đen. Đưa cho ta thứ đó. Theo lệnh của văn vũ, vô diện cầm lấy hình trụ màu đen và đi nhanh về phía văn vũ. Hình trụ màu đen thoạt nhìn lạnh lùng, kết cấu hơi cứng, cộng thêm tính chất không rõ màu đen ở lớp ngoài, khiến văn vũ không thể nhìn ra bên trong là thứ gì sau khi lắc nhẹ khối trụ màu đen văn vũ im lặng hồi lâu sau đó nhấc nắp khối trụ màu đen lên nhìn vào bên trong điều gì đã đập vào mắt nó là một ma tinh có một cái bẫy mà không phải là một cái bẫy được gọi là sự thật loại đồ vật này khả năng gây chết người mà nó có thể gây ra còn đáng sợ hơn thậm chí còn hơn cạm bẫy theo nghĩa thông thường lúc này nhìn hình trụ màu đen nên gọi là ma tinh trong vật chứa màu đen văn vũ trong lòng ngưng tụ ngàn lời cô động nhưng không nói ra được lời nào vô số ý nghĩ cứ lẫn vẫn trong tâm trí văn vũ rồi hóa thành một cơn bão dữ dội cứ cùng ục quanh liệt làm chao đảo cả đầu văn vũ không phải nói là con người không có ma tinh sao con người không nên có ma tinh ngàn lời nói chậm rãi hóa thành ý nghĩ văn vũ đem ma thạch trong bình đựng màu đen rót ra sau đó đặt ở dưới ánh mặt trời Cẩn thận quan sát. Thật đáng tiếc, đó là một ma tinh cấp 4 bình thường thú thuộc tính. Nó giống hệt thứ được đổi ra từ trong cột đá trao đổi vậy. Văn Vũ cẩn thận quan sát ma tinh cấp 4 trong tay, giống như đang nhìn quái vật. Thật lâu sau, Văn Vũ hít sâu một hơi, trực tiếp đem ma tinh cùng hộp đựng màu đen vào trong túi, sau đó lao thẳng về phía khu phế tích. Dùng hai tay đào thật mạnh, một lúc lâu, Văn Vũ mới tìm được thứ mình cần. Đó là một cái xác sau khi trải qua sự tàn phá của vụ nổ xác chết đã không còn hình dạng con người từ lâu có thể là xác chết này đủ mạnh trong thời gian tồn tại của anh ta và cùng với kỹ năng phòng vệ của riêng mình nên xác đã không bị phá vỡ trong vụ nổ kinh hoàng vừa rồi nhưng mà những thứ này đều không quan trọng văn vũ cẩn thận nhìn thi thể trên mặt đất một lúc lâu sau văn vũ từ trong túi áo lấy ra một cái hộp đựng màu đen trong đầu nhớ lại hành động của chủng ma cổ ma vừa rồi văn vũ mở nắp từ từ đặt chiếc hộp đựng màu đen lên đầu thi thể. Trong một giây tiếp theo, những tia khói dần biến thành khói đen, từ từ bốc lên từ đầu của cái xác, rồi bị hút vào trong hình trụ màu đen. Tay cầm cái hình trụ màu đen của Văn Vũ không ngừng run rẩy một hồi, sau khi làn khói trong đầu thi thể đã hoàn toàn hấp thụ, Văn Vũ chậm rãi lấy cái hình trụ màu đen trở lại, sau đó cẩn thận đậy nắp lại, lắc mạnh nó. Một lúc sau, thanh âm "diên diên dong dong" chậm rãi vang lên, lớn nhỏ thanh âm Văn Vũ chậm rãi dừng động tác của hai tay. Sự bối rối và do dự trong mắt từ từ tan biến, tiếp theo là sự tức giận và sát khí ngập trời. Hắn nặng nề vung tay phải, Văn Vũ trực tiếp đánh bay vật chứa màu đen trong tay, đồng thời dùng tay trái che mặt, trong miệng điên cuồng gầm thét. Thật buồn cười. Thật quá nực cười. Can đo. Nhanh ra ngoài gặp tôi. Ra ngoài gặp tôi. Đại nhân, tôi ở đây trước khi văn vũ lên tiếng giọng nói của candor đã xuất hiện ngay trước mặt văn vũ trên khuôn mặt có chút kỳ quái nở nụ cười quái dị nhưng lại khiến văn vũ từ đáy lòng phát ra một trận ớn lạnh bởi vì candor đang cầm chiếc hộp đựng màu đen trên tay candor nói với một nụ cười trình tự hai thưa ngài đồ vật của ngài đã rơi ra ngoài văn vũ nhìn nụ cười có vẻ khiêm tốn của candor trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác vô lực Rung rẩy tiếp nhận hộp đựng màu đen trong tay can đo văn vũ thở gấp khóe miệng run rẩy hỏi cho tôi sự giải thích đại nhân ngài cần lời giải thích nào văn vũ hít mạnh mũi tại sao có ma tinh trong thân thể loài người ngược lại can đo nhìn văn vũ hơi bối rối hầu như tất cả các loài bị ma khí xâm nhập sẽ có ma tinh tại sao loài người lại không có nó nực cười văn vũ mắng nặng lời khi nghe can đo nói ông nghĩ thẳng một chút tôi là không có ý đó tôi đang hỏi ông tại sao chúng tôi không thể tìm thấy ma tinh trong loài người candor cười nhẹ thưa ngài với câu hỏi này sức mạnh và quyền hạn của ngài không đủ nghe được câu nói quen thuộc này văn vũ thay vào đó liền bình tĩnh lại vì vậy ông có thể cho tôi biết về vấn đề này là như thế nào candor lắc đầu thưa ngài vấn đề này không phải là điều ngài nên cân nhắc lúc này nếu ngài phải nhận được câu trả lời từ tôi, tôi chỉ có thể gửi cho ngài một lời. Sức mạnh và quyền hạn của ngài đều không đủ. Chủ nhân làm việc, tự nhiên có những cân nhắc của chủ nhân. Tôi nghĩ bây giờ ngài không nên khám phá vấn đề sâu sắc như này, mà nên nghĩ xem làm cách nào để nâng cao sức mạnh của bản thân, ngài nghĩ có đúng không? Can đo khiêm tốn cúi đầu, khóe miệng nở nụ cười quá dị, nhìn văn vũ từ lâu đã mất đi vẻ tôn nghiêm ban đầu, thay vào đó hắn giống như một con chuột bạch nhỏ một con sâu ngốc hay thậm chí là một người chết nếu ngài không có việc gì tôi đi trước candor nói xong rồi chào hỏi văn vũ một cách tôn trọng sau đó liền muốn xoay người rời đi nếu ngài không có việc gì tôi đi trước khuôn mặt kỳ quái với nụ cười quái dị của candor trông thật chướng mắt ở trong mắt văn vũ chờ chút văn vũ chán nản nói ma tin của loài người đã đi đâu nghe những lời này can đo thân thể hơi dừng lại mỉm cười nói thưa ngài thực lực và uy quyền của ngài còn chưa đủ nhưng mà tôi xem trạng thái của ngài vừa rồi hẳn là ngài đã đoán được rồi phải không can đo nói xong không còn để ý tới văn vũ hai tay nắm chặt trực tiếp biến mất ở trong không gian chỉ có văn vũ cầm trong tay hộp đựng màu đen nhìn về phía trung tâm trạm canh gác lẩm bẩm nói cột đá trao đổi cầm hộp đựng màu đen và hai ma tinh nhân loại trong túi, Văn Vũ chậm rãi đi về phía lối ra của bảo địa như một xác chết biết đi. Nhớ lại màn hình ảnh vừa nhìn thấy, trong đầu Văn Vũ hiện lên vô số câu hỏi và xoắn ầm ầm trong não Văn Vũ. Nếu không có vật chứa màu đen như vậy, thì ma tinh của loài người sẽ từ từ biến mất trong không khí, có thể sẽ được chủ nhân thu thập rồi ngưng tụ thành ma tinh, cung cấp cho những chức nghiệp. Ma tinh, chứa phần tinh túy máu thịt sinh mạng của một cơ thể, thậm chí là một số nguyên tố chưa được biết đến. Khi loài người chết trong trận chiến, những ma tinh vô hình này được chủ nhân thu thập và sau đó được đưa ra trao đổi cho phần lớn các chức nghiệp. Sau khi chức nghiệp chết, càng có nhiều ma tinh mạnh hơn được tạo ra và sau đó được chủ nhân thu thập. Cảnh tượng này giống như một vòng quay ngược của quá trình sản sinh thằng lằn hai chân vậy. Một chu kỳ thu hoạch cực kỳ tàn nhẫn. Cho đến cuối cùng, mỗi một chức nghiệp hùng mạnh đã thực sự bị cho ăn bởi vô số xác người. Hành vi này còn đáng sợ hơn cả những kẻ ăn thịt người. Thậm chí khi tận thế vừa mới bắt đầu, những ma tinh đầu tiên do chủ nhân cung cấp cùng với ma tinh cấp cao, Văn Vũ không khỏi nghĩ đến những con người đã bị giết bởi sự xâm lược của ma khí và biến thành thay ma ở tinh cầu Thiểm Lam. Thật là, hãy tận dụng những thứ này một cách tốt nhất. Nhà muốn làm cái quái gì? Văn Vũ nhẹ nhàng lấy ra hai viên ma tinh, chậm rãi quan sát ánh sáng bóng loáng của nó đại não quay cùng nhanh chóng cố gắng đoán ý tứ của chủ nhân thật tiếc là không tìm được gì ngoại trừ suy đoán vừa rồi văn vũ thậm chí không dám chắc suy đoán vừa rồi của mình là đúng một cảm giác vô lực dâng lên trong đầu văn vũ ngay người đứng ở nơi đó đầu hoàn toàn trống rỗng cho đến khi một tia sáng lóe lên văn vũ mới kịp định thần trở lại trong lúc vô ý thức văn vũ đã đứng trong bảo địa và thất thần trong vài giờ Trước mặt anh, Cùng Lưu và Lâm Hải Phong, vẻ mặt trong phờ phạt, đang đứng trước mặt Văn Vũ. Sao thế? Sao trong cậu còn tệ hơn tôi vậy? Cùng Lưu nhìn thấy Văn Vũ đang đứng tại chỗ với một tay cầm một vật chứa màu đen và hai viên ma tinh cấp 4 thông thường trong tay, hắn đẩy Văn Vũ về phía trước hai lần. Vết thương vừa phải đối mặt với chủng ma cổ ma đã được chữa lành hoàn toàn bằng bình thuốc chữa bệnh. Văn Vũ kinh ngạc liếc nhìn Cùng Lưu, sau đó nhẹ nhàng mở miệng nhưng không nói được gì. Trong khoảng thời gian ngắn, Văn Vũ đã nghĩ rất nhiều, vẫn là quyết định che giấu tin tức. Trước hết, các tin tức này chỉ là suy đoán của bản thân mình và không có cơ sở nào. Điều quan trọng nhất là, nếu không có trụ đá trao đổi do chủ nhân cung cấp thì con người làm sao có thể chuyển thành chức nghiệp? Làm thế nào để mạnh lên? Làm thế nào để thăng cấp? Chưa kể còn có gương ma lê gút trong tay Văn Vũ nếu không trao đổi với trụ đá thì văn vũ không thể làm theo công thức mà gương ma lê gút đưa ra để cho mấy hồn sủng của mình được thăng cấp hoàn hảo dùng sức bóp mạnh hai viên ma tinh trong tay văn vũ trực tiếp đặt chúng vào chỗ sâu nhất của những không gian bất lực mỉm cười mà nhìn cùng lưu không có gì tôi hơi mệt một chút tôi quay lại và nghỉ ngơi trước văn vũ chào hỏi lâm hải phong rồi trực tiếp bước ra ngoài lâm hải phong và cùng lưu nhìn nhau cùng lưu nhanh chóng đuổi kịp văn vũ ở hai bước và nói nhanh khi đứng bên cạnh văn vũ trình tự năm là một kẻ phản bội con người chính là trình tự năm đã thả con ma vật ra và lấy đi một số tin tức tình báo hơn nữa theo quan sát và điều tra của chúng tôi trình tự năm có thể liên quan đến việc lễ bái ma giáo cậu có biết cách lễ bái ma giáo không theo thông tin đáng tin cậy đó là một nhóm lớn những kẻ ăn thịt người trụ sở chính là ở thành phố ma chỉ huy cao nhất của thành phố ma là bành quân, có thể là thủ lĩnh của ma giáo. Ưm. Ừ. Văn Vũ thản nhiên nói một câu, leo thẳng lên xe quân sự lái ra ngoài. Cùng lưu trực tiếp ngồi ở vị trí phó lái, nhìn Văn Vũ thần sắc không ổn, khẽ nhíu mày, cậu có chuyện gì sao? Không có chuyện gì. Còn có, tôi không muốn tham gia vào các việc ma giáo hỗn đảng này. Nghe câu trả lời của Văn Vũ, lông mày của cùng lưu càng nhíu chặt hơn. Những người tôn thờ ma giáo đều là những kẻ cặn bã. Họ ăn thịt đồng loại để làm thú vui, và họ hoàn toàn bị mất nhân tính. E Văn Vũ thở dài lắc đầu, trầm giọng nói, người ăn thịt người. Chúng ta đều là người ăn thịt người. Cái gì? Anh nói cái gì? Cùng Lưu không nghe rõ. Không có gì. Văn Vũ lắc đầu không nói gì nữa. Thấy Văn Vũ lơ đảng và không có chút động tĩnh nào cùng lưu đưa ra cái giảng sát thủ cậu ra tay giúp chúng tôi chu tước và tôi sẽ theo cậu tìm ra chủng tộc thần thú nghe được lời của cùng lưu ánh mắt văn vũ từ từ khôi phục hãy cho tôi vài ngày tôi cần nghỉ ngơi và điều chỉnh trạng thái của mình được sau ba ngày tôi sẽ đi gặp cậu cùng lưu nói xong trực tiếp mở cửa nhảy xuống xe quân sự đang chạy nhìn những bức tường thành cao ngất của khu tập trung yến kinh ở phía xa Văn Vũ thở ra một hơi nặng nề. Bất kể sự thật ra sao, có một điều sẽ không bao giờ thay đổi. Đó là chỉ những kẻ mạnh mới có đủ tư cách để tìm kiếm sự thật từ chủ nhân. Và bây giờ, câu hỏi quan trọng nhất trước mắt Văn Vũ là có nên tiếp tục lấy ma tinh từ trụ đá trao đổi hay không. Cậu do dự 3 giây, chỉ 3 giây. Ý nghĩa chuyên chế trong mắt Văn Vũ điên cuồng lóe lên. Không cần phải do dự và do dự về điều này chỉ cần có được sức mạnh của kẻ mạnh nào sợ gì chuyện người ăn thịt người văn vũ cũng không còn tiếc gì vì không thể thay đổi được gì nên chỉ có thể chịu đựng một cách thụ động cho dù có gánh chịu mọi tội lỗi không có gì có thể ngăn cản tôi tiến về phía trước sẽ có một ngày tôi sẽ tự tay mình xé tan mọi sương mù để xem thử xem mục đích của ngươi và những gì mà ngươi che giấu sự thật bảo địa trong trạm canh gác được kết thúc rất đột ngột Tuy nhiên, những tác động sau đó giống như một cơn bão đã quét toàn bộ thế giới. Đầu tiên là cái chết của trình tự 7 và trình tự 9. Nó chắc chắn sẽ có tác động đến bố cục của Nga và Nhật Bản. Nhưng mà điều này lại ít ảnh hưởng đến Trung Quốc. Điều quan trọng nhất là sự nổi loạn của trình tự 5, khiến Lâm Hải Phong rất tức giận. Đồng thời, nó cũng giống lên hồi chuông cảnh báo cho Lâm Hải Phong ngay cả những kẻ cường tráng như trình tự năm cũng bị ma tộc hay nói là những kẻ thờ phụng ma giáo thu phục điều đó đủ chứng tỏ việc phụng thờ ma giáo đã trở thành một căn bệnh ung thư mà quân đội phải đối phó và khối u ác tính này có thể gây tử vong bất cứ lúc nào phương pháp điều trị của lâm hải phong rất đơn giản thà đau ngắn còn hơn đau dài cách tốt nhất để đối mặt với mụn mũ mọc trên cơ thể là bạn hãy dùng dao để rạch nó ra khỏi gốc rồi dùng tay bóp nát nó một cách quyết liệt Lâm Hải Phong thậm chí còn không có gọi điện thoại đàm phán với Bành Quân, mà là trực tiếp huy động một lượng lớn đội quân chức nghiệp cùng nhiều loại vũ khí hạng nặng, chuẩn bị nghiền ép bọn chúng ở địa điểm tụ tập thành phố ma. Theo thông tin tình báo hiện có của Lâm Hải Phong, Bành Quân là thủ lĩnh của tín ngưỡng ma giáo và độ xác thực của tin tức này ít nhất là 80%. Và xác suất 80% là đủ để Lâm Hải Phong hạ quyết tâm đưa ra một quyết định có thể phá hủy toàn bộ nơi tập trung của thủ đô ma. Lần này, mục tiêu nhiệm vụ của chúng ta là bắt giữ thủ lĩnh của thủ đô ma, bành quân và đàn em siêu năng lực của hắn, trình tự Nam dương bằng quản. Cùng lưu dừng lại một lúc và nói với giọng chắc chắn và trang trọng, bất kể là sống hay chết. Hãy chuẩn bị và khởi hành sau 3 ngày. Với cái vẫy tay lớn cùng lưu, những người trong toàn bộ phòng họp bước ra ngoài một cách nhanh chóng và có trật tự. Đây đều là siêu chiến binh của quân đội. Trong khu bảo địa của trạm canh gác, siêu cấp quân đội có người mất. Trong số đó, ba người đã bị giết bởi chủng ma cổ ma, tất cả đều chết gần trung tâm điều khiển của trạm canh gác. Tuy nhiên, mảnh đất bảo địa của trạm canh gác cũng đã sản sinh ra một số lượng lớn các chức nghiệp cấp cao cho quân đội Trung Quốc. Hiện tại, sức chiến đấu cao nhất của quân đội Trung Quốc là cùng lưu, chức nghiệp cấp 5. Và chu tước, một loài thần thú cấp 4 bậc trung. Các chức nghiệp cấp 4 còn lại có thể được gọi là đồ sộ có ai nghĩ rằng bành quân sẽ bị đánh bại vì bị các loại sức mạnh này tấn công vào nơi tập trung của thành phố ma mà không bị mất quá nhiều thời gian tất nhiên một số người không nghĩ như vậy lúc này ở nơi tập trung của thành phố ma bành quân đang trò chuyện với dương bằng quảng từ biểu cảm và tư thế ung dung của hai người đều không cho thấy sự căng thẳng của trận chiến sắp tới trình tự hai là rất mạnh sao cả hai chỉ đang nói về những gì đã xảy ra ở bảo địa của trạm canh gác ngay khi họ nghe về sức mạnh của Văn Vũ, Bành Quân đã cắt ngang lời của Dương Bằng Quảng. Dương Bằng Quảng gật đầu dứt khoát. Cùng Lưu cũng đã được thăng cấp 5. Sức mạnh khá kinh khủng. Tôi sợ rằng mình không thể cầm cự được vài giây. Đây là những gì Dương Bằng Quảng nói, nhưng không có biểu hiện sợ hãi trên khuôn mặt của mình, như là đã có các biện pháp đối phó với Cùng Lưu và Văn Vũ. Bành Quân nhấp một ngụm trà và giơ cánh tay lên không trung một dư ảnh màu đen lóe lên trong không khí một con đại bàng màu đen thu nhỏ đã đứng trên cánh tay của bành quân với một viên tinh thể màu đen trên trán lấp lánh ánh sáng mà này cậu cùng người bảo vệ nói chuyện chưa nghe câu hỏi của bành quân dương bằng quản gật đầu dứt khoát người bảo vệ nói lúc trước vì chưa chuẩn bị xong nên hắn không dám ngang nhiên giết các trình tự nhưng tạm thời gây khó khăn thì không vấn đề gì nghe được tin tức này vẻ mặt của bành quân càng thoải mái hơn anh ta trực tiếp đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đi đến bên cửa sổ, nhìn đám người đang ra vào phía dưới. Lâm Hải Phong đã bắt đầu tập hợp quân đội. Trong vài ngày nữa, quân chủ lực của Yến Kinh sẽ có thể lái xe đến phụ cận của thành phố ma. Ngươi nhìn đám đông phía dưới. Bành Quân chỉ vào chiếc túi lớn bên dưới. Đám đông thì như chạy nạn, hắn lại chỉ tay về phía đội quân náo loạn bên dưới mà đầy tự tin nói. Đúng vậy, chúng ta không có đủ quân lực cho dù có thêm quân đoàn di vong thì chúng ta cũng không đủ mạnh tuy nhiên không phải thứ rác rưởi này mới thực sự quyết định kết quả của một cuộc chiến tôi thực sự muốn nhìn xem lão lâm trông như thế nào trước khi chết mặc dù cùng lưu đồng ý với văn vũ để văn vũ nghỉ ngơi ba ngày nhưng chỉ sau một ngày trôi qua cùng lưu đã vội vã đến nhà văn vũ nhanh lên chúng ta đi thôi lúc này văn vũ cả ngày suy nghĩ đã ấn chặt tin tức từ trong tay ma chủng vào chỗ sâu nhất trong tâm trí đồng thời đặt vật chứa màu đen vào trong những không gian cột đá trao đổi còn cần dùng đến nhưng mà văn vũ với tư cách là một con người thì việc sử dụng vật chứa màu đen để hấp thụ các ma tinh của loài người đã là chạm đến điểm mấu chốt của anh ta văn vũ cả người hoàng hồn nhìn thấy cuồng lưu khóe miệng không khỏi co giật không phải nói là ba ngày sao nói là ba ngày đó là thời gian quân đội chuẩn bị. Hai người chúng ta trước tiên cần phải xuất phát. Tốt nhất là trực tiếp lôi ra cho được bành quân và dương bằng quản. Lão đại yêu cầu chúng ta đánh bất ngờ, nếu việc này thành công rồi thì cũng không cần phải đánh một trận lớn. Cậu có thể không biết, lão đại của chúng ta đã điều chỉnh cấp độ của cuộc chiến này lên mức cao nhất. Một khi chiến tranh bắt đầu, không thể loại trừ việc sử dụng vũ khí hạt nhân bắn nơi tụ tập phá thủ Đô Ma. Cùng Lưu nói rất nhiều, khiến văn vũ nghe mà đầu như muốn phình to ra được 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 cậu thắng rồi chúng ta đi ngay đi văn vũ nói xong trực tiếp bước ra ngoài cửa mà này chúng ta làm sao tới thủ đô ma cùng lưu đi theo văn vũ sốt sắng đáp đi máy bay văn vũ nhìn lên trời nơi nào có máy bay sau đó liền thấy cùng lưu cố gắng nhếch môi ra hiệu cho cậu sau hơn một ngày vết thương của tinh đã bình phục hoàn toàn Mở hồn cảnh thứ hai và thứ ba, thả cho độc nhãn và tinh ở trong đó ra. Ngay khi tinh và độc nhãn xuất hiện, chúng lập tức chiếm các nơi có lợi ích như đầu và cánh tay của Văn Vũ. Văn Vũ trực tiếp lấy ra một ít ma tinh cấp thấp nhất vào miệng hai con hồn sủng, nhìn bộ dáng nuốt chửng của chúng, hiển nhiên đã rất đói khi ở trong không gian hồn cảnh. Văn Vũ cho tinh và độc nhãn ăn một lượng lớn thức ăn, rồi trực tiếp bảo tinh bay về phía thủ đô ma văn vũ nhìn về nơi tập trung yến kinh đã phát động chiến tranh ở phía dưới nghi ngờ mà hỏi cùng lưu làm thế nào mà tư lệnh lâm lại bày ra một trận chiến lớn như vậy trước tiên phải ổn định nội loạn sau mới chống được giặc ngoài hơn nữa đợt điều động chiến tranh này tương đương với một cuộc tập trận cho cuộc chiến sắp bắt đầu một cuộc tập trận toàn năng nghe cùng lưu giải thích văn vũ gật đầu và rất tán thành cách làm của lâm hải phong loài người đã yên bình quá lâu rồi và khi cánh cổng ma giới được mở ra những gì con người phải đối mặt không phải là ngày tận thế theo nghĩa thông thường mà là một trận chiến tàn khốc một trận chiến diệt vong chiến đấu như thế nào chiến đấu ra sao nên tấn công chủ động hay phòng ngự bị động đây đều là những điều lâm hải phong cần cân nhắc bây giờ khu tập trung yến kinh thực hiện một lần diễn tập với phần khơi mào của bành quân rất là hữu ích cho việc nâng cao hiệu quả chiến đấu khi đã trải nghiệm lễ rửa tội trong chiến tranh sau khi tinh thăng lên cấp 5 thì kích thước cơ thể của nó trở nên lớn hơn và tốc độ của nó đã được cải thiện hơn. Tinh lúc này như một mũi tên nhọn màu đen lao thẳng về phía khu tập trung ma đô. Mặc dù không sử dụng hết sức mình, nhưng nó đã đột phá tốc độ âm thanh một cách dễ dàng. Cũng may cùng Lưu và Văn Vũ hai người ở trên lưng nó có thực lực tương đối xuất chúng cho nên mới không bị khí lưu cùng bạo thổi bay. Sau vài giờ, khu tập trung ma đô đã hiện ra trước mắt. Tới rồi. Bành Quân và Dương Bằng Quảng vẫn đang ngồi trong văn phòng, khi Văn Vũ và Cùng Lưu cách khu tập trung Ma Đô trong vòng 1 km, không biết Dương Bằng Quảng đã sử dụng cách nào để có thể biết được vị trí của hai người. Không có gì đáng ngạc nhiên. Bành Quân gật đầu. Nếu Bành Quân hắn ta tự mình đứng vào vị trí của Lâm Hải Phong thì cũng sẽ dựa vào sức mạnh đơn lẻ mạnh mẽ của trình tự 2 và trình tự 3 để thực hiện chiến thuật chặt đầu này. Hai siêu cường giả cấp 5, trong khoảng thời gian hiện tại hoàn toàn không thể hiểu được thật không may bành quân không có giải đáp với việc này nhưng với một số vấn đề tồn tại khác thì có thể được giải quyết rất tốt đến nên tiếp một chút nào bành quân khoác áo khoác và trực tiếp đi về hướng của hai người phía sau dương bằng quảng đi theo bành quân lấy ra một món đồ chơi kỳ dị từ trong nhẫn không gian và truyền một làn sóng tinh thần vào bên trong mục tiêu gần đến đây rồi vì vậy hãy sẵn sàng đi Khu tập trung ma đô ở nơi xa chỉ là một điểm đen nhỏ, dần dần trở nên lớn hơn khi tinh bay tới trước nơi khu tập trung ma đô chỉ còn cách đó một km, toàn cảnh nơi này có thể nhìn thấy hết rồi. Hình dáng tổng thể tương tự như địa điểm khu tập trung Yến Kinh, có vẻ như là cùng chung từ một nhà thiết kế tạo ra các cách bài trí giống nhau, thế nhưng đó chỉ là có một chút giống nhau mà thôi, và tất nhiên, đây không phải là điểm mấu chốt. Điểm mấu chốt chính là vấn đề là hai người đứng trên tường thành của Bành Quân và Dương Bằng Quảng. Trước khi tới, Văn Vũ tự nhiên có được tình báo của Bành Quân, nhận ra bộ dáng của Bành Quân, cùng với khí tức quen thuộc của Dương Bành Quốc, Văn Vũ hai người bọn họ đã chứng minh điều này bằng cách đứng trên tường thành của khu tập trung Ma Đô. Tuy nhiên, hai người họ khó tránh khỏi là quá bình tĩnh rồi. Văn Vũ và Cùng Lưu bình tĩnh đến mức không còn bình tĩnh nữa. Tinh trực tiếp dừng lại ở xa xa, Văn Vũ nhìn Bành Quân cùng Dương Bỉnh Quốc từ trên xuống dưới, nói với Cùng Lưu ở bên cạnh. Tình huống gì đây, sao lại trông giống như họ đặc biệt đi ra chào đón hai chúng ta vậy cùng lưu nheo mắt nhìn kỹ hai người đó một lúc lâu sau mới lắc đầu tôi cũng không hiểu giờ thì tính sao đây chỉ nhìn tình hình hiện tại văn vũ không thể biết được hai người này là đang dùng kế hoạch thành không nhà trống hay là dùng cạm bẫy ở nơi khu tập trung thủ đô ma để có thể giết chết văn vũ và cùng lưu cùng lưu suy nghĩ hồi lâu kiên quyết nói cậu ở lại đây Tôi sẽ đi bắt lấy bọn chúng. Nếu thực sự có bẫy, cậu có thể chạy đi hoặc giải cứu mà làm tùy theo tình hình. Được. Văn Vũ gật đầu dứt khoát. Hành động của lần này hoàn toàn không phải nhiệm vụ, chỉ là Văn Vũ thân thiện muốn giúp đỡ quân đội, giống như là sau khi chuyện này kết thúc rồi, thì cùng lưu với Chu Tước sẽ cùng đi với Văn Vũ mà tìm thần thú vậy. Trong trường hợp này, Văn Vũ không thể để chính bản thân mình gặp nguy hiểm cùng lưu biết rất rõ điều này nên liền ra tay để kiểm chứng những gì đã nói nhìn cùng lưu từ trên lưng tinh nhảy xuống sau đó bước dài hai chân lao thẳng đến nơi tập trung thủ đô ma văn vũ nheo mắt và cố gắng tìm xem có bất kỳ dấu vết nào của cạm bẫy hay không thật tiếc là không có gì không có chuyện gì xảy ra nhìn thấy lôi quan bạo khởi trên người cùng lưu bóng hổ trắng to lớn điên cuồng gầm lên trực tiếp hướng đến giết chết bành quân và dương bằng quảng ở trên đầu thành tốc độ cực kỳ nhanh. Sau đó, Văn Vũ nhìn thấy Dương Bằng Quảng lấy ra một vật thể lạ. Đôi môi của Dương Bằng Quảng khẽ mấp máy, như thể anh đang nói điều gì đó. Sau đó vài giây tiếp theo. Một vòng xoáy màu trắng bạc xuất hiện ngay trước mặt cuồng lưu, và ngay lập tức cuồng lưu bị hút vào trong đó. Lối vào bảo địa. Văn Vũ nhìn cuồng lưu biến mất vào trong vòng xoáy màu trắng bạc trong chốc lát, thì trong lòng không thể tin được mà kêu lên thị lực của văn vũ khá tốt, thứ hút sạch cuồng lưu vừa rồi chính là lối vào bảo địa. Sau khi lối vào bảo địa này cuốn đi cuồng lưu, nó cũng biến mất ngay lập tức. Văn vũ thấy bành quân gật đầu chào mình ở trên tường thì nhíu mày rồi vỗ vỗ trên lưng tinh. Đi, trở về thôi. Tình huống này quả thực rõ ràng là một cái bẫy. Bành quân và Dương Bằng Quảng không biết họ có cách gì mà có thể mở được bảo địa theo ý muốn của mình. Trong trường hợp này, văn vũ quyết định buông bỏ đáng tiếc bành quân tính kế lâu như vậy sao có thể để văn vũ chạy mất cũng đem hắn qua đi bành quân nói với một giọng điệu bình tĩnh không chơi với hắn một chút nào sao quyền hạn cho phép của người bảo vệ rất lớn cho dù bay mấy trăm km cũng có thể tống hắn đi vào đó mà dương bằng quãng đôi mắt lóe lên một tia sáng hiển nhiên anh ta rất quan tâm đến đề nghị của mình bành quân lắc đầu mặc dù ngươi đang ở trong doanh trại đối địch với hắn nhưng duy trì sự tôn trọng đối với kẻ mạnh là tố chất và phẩm chất cơ bản cậu cũng nên sắp xếp lại tâm lý của mình lần này không phải là công lao của cậu mà là công lao của người bảo vệ đợi đến khi nào cậu có thể đối mặt đánh thắng được hắn thì lại lần nữa nở mày nở mặt nghe được lời nói của bành quân dương bằng quảng nghiến răng có chút chán nản sau đó phát ra một làn sóng tinh thần với đạo cụ trong tay trong giây tiếp theo, một lối vào bảo địa cao gần 10 mét xuất hiện trong không khí ngay nơi Văn Vũ. Văn Vũ còn không có kịp phản ứng, đã trực tiếp bị hút vào bảo địa, chỉ còn lại có tin dừng lại tại chỗ, ngẩn người không biết làm sao. Một lúc lâu sau, một luồng sáng màu tím lóe lên, tin trực tiếp bị hồn cảnh không gian thu vào. Nhìn thấy cảnh này, bành quân nhếch mép. Những quyền giám hộ này, thực sự sử dụng rất tốt. Diên, chào mừng đến với bảo địa lớn tháp ma trấn. Để biết thêm thông tin về bảo địa này, vui lòng tham khảo bệ đá bên cạnh tháp ma trấn. Diên, chào mừng đến với bảo địa lớn tháp trấn ma. Để biết thêm thông tin về bảo địa này, vui lòng tham khảo bệ đá bên cạnh tháp trấn ma. Chỉ trong hai câu, tình huống xấu hổ hiện tại đã lộ ra. Văn Vũ nhìn quanh, trong nháy mắt nhìn thấy một tòa tháp khuất tầm mắt cùng bóng dáng cuồng lưu. Bốn mắt chạm nhau, trong ánh mắt bất lực của hai người lóe lên tia lửa dữ tợn trong không khí. Một lúc sau, cả hai cùng nhau phun ra một từ. Đồ con chó. Suy nghĩ của Văn Vũ vừa động thì lập tức mở ra hồn cảnh thứ ba, nhận ra được sự tồn tại của tinh, vẻ mặt Văn Vũ đột nhiên thả lỏng. Tinh không chỉ có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất ở trong tay Văn Vũ mà còn là một phần không thể thiếu trong thế giới hắc ám. Một khi luật lệ của bảo địa tách rời Văn Vũ ra khỏi tinh, thì hiệu quả chiến đấu của Văn Vũ sẽ giảm đến mức khủng khiếp thậm chí có thể yếu hơn cả cùng lưu thuận tay mở ra hồn cảnh thứ ba rồi đem tin từ bên ngoài túng trở về văn vũ và cuồng lưu không có bước tới kiểm tra bệ đá mà trực tiếp hét lên người bảo vệ người bảo vệ đâu tôi ở đây thưa ngài trên không trung lóe lên một tia sáng vàng sau đó một thanh niên mặc áo giáp vàng tóc vàng thậm chí có đồng tử vàng trực tiếp bước ra cung kính cúi đầu chào văn vũ và cuồng lưu văn vũ yên lặng nhìn người bảo vệ bảo địa ở trước mặt Nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó chậm rãi nói: "Bây giờ, tình huống thế nào?" Người bảo vệ đứng thẳng dậy nhẹ nhàng và hỏi với một nụ cười trên khóe mắt: "Thưa chủ nhân, đây có phải là ngài hỏi tình hình của nơi bảo địa này không?" Văn Vũ bất lực lắc đầu, đồng thời trong lòng cũng đã đoán được đại khái vấn đề. "Tại sao chúng tôi lại ở đây?" Văn Vũ giọng nói yếu ớt, bởi vì Văn Vũ đã biết đáp án giống như lâm hải phong có thể dùng rượu thịt để mua can đo ai biết bành quân đã dùng phương thức gì để mua bảo vệ trước mặt quả thật câu trả lời của bảo vệ không ngoài sự dự liệu của văn vũ hai vị đại nhân hai vị là tiến vào một cách tự nhiên thông qua lối vào của bảo địa cảm giác nhất định ở trong giọng điệu của tên này khiến văn vũ đột nhiên nhận ra hắn tuyệt đối có sự tự tin văn vũ xua tay tỏ ý không muốn làm gì thêm hiện tại cùng lưu ở bên cạnh thì ngược lại có chút lo lắng. Chỉ cần nhìn vào sự xuất hiện của bành quân, tất cả những điều này rõ ràng đã được tính toán trước, một khi sức mạnh chiến đấu cao cấp nhất của quân đội bị mất đi, ai cũng không thể nói chính xác được nó sẽ có tác động như thế nào đến trận chiến giữa thủ đô ma và khu tập trung Yến Kinh. Bây giờ, tôi cần sử dụng sự quyền lực cho phép của trình tự ba để rời khỏi bảo địa này. Thi hành nó ngay lập tức nghe được vài câu lo lắng từ sự nghiêm túc của cùng lưu bảo vệ khẽ lắc đầu xin lỗi thưa ngài bảo địa này không có đặc quyền này cho các trình tự nếu muốn ra khỏi đây hai ngài cần phải xem cẩn thận về quy tắc của bệ đá đằng kia vậy thì bảo địa này trình tự có đặc quyền gì bảo địa này là bảo địa đầy thử thách cộng với sức chứa tối đa hiện tại đã đầy và tất cả những gì nó có thể chứa đều là trình tự cho nên sẽ không có đặc quyền nào được cấp công suất chứa người đã đầy văn vũ nghiêm túc nhìn xung quanh rồi hỏi với giọng điệu anh đang trêu tôi bảo vệ gật đầu khẳng định bảo địa này có thể chứa trên giới hạn là người một khu bảo địa lớn có sức chứa tối đa hai người điều này có vẻ ổn văn vũ thậm chí không có ý khiếu nại trực tiếp dùng giảng sát thủ bây giờ chúng tôi chắc đã ở trong phạm vi quan sát chính của chủ nhân như vậy nếu như một trong hai trình tự hai và trình tự ba xung lên mà đánh nhau rồi chết ở đây chủ nhân chắc sẽ kiểm tra cẩn thận một chút những phương pháp này của ông phải không đây là nỗi sợ hãi của văn vũ sợ rằng người bảo vệ của bảo địa này sẽ làm ra một số quy tắc kinh tởm như chiến trường hai giới nghe thấy những lời đe dọa của văn vũ người bảo vệ suy nghĩ về nó một cách nghiêm túc và sau đó hắn nói một cách chắc chắn bảo địa này không có sự đe dọa lắm đến hai ngày như vậy sẽ không xảy ra tình huống như ngài lo lắng tất nhiên nếu cả hai cố tình tìm đến cái chết thì sẽ rất nguy hiểm hai người có thể thử nhưng nếu làm vậy hai người đều đáng chết hết và chủ nhân sẽ không tập trung vào người đáng chết và người đã chết ngoài ra tôi muốn một câu người bảo vệ nói xong liền tung ra một làn sóng tinh thần trực tiếp nhắm vào văn vũ và cuồng lưu việc tôi làm là hoàn toàn tuân thủ quy tắc của bảo địa do chủ nhân đặt ra tức là hoàn toàn hợp quy tắc ít nhất là trên bề mặt, cho nên nếu hai ngài muốn đi ra ngoài, thì hãy làm theo đúng quy tắc. Vẫn là giọng điệu hơi mỉm cười và cung kính, nhưng qua câu nói vừa rồi, người bảo vệ đã thể hiện rõ ràng cách nghĩ của chính mình, ta làm chuyện này, cũng đã dở trò đồi bại rồi, nhưng nếu nhìn từ các mặt thì sẽ không tìm không ra được lỗi nào đâu, các người cũng nên thành thật hoàn thành thử thách của bảo địa này cho ta. Văn Vũ và Cùng Lưu đứng đó một lúc mà không nói lời nào người bảo vệ bảo địa sẽ hết lòng phục vụ hai vị đại nhân nếu như hai ngài vấn đề gì và nếu hai ngài không có gì sai sử thì xin chúc hai ngài huấn luyện thành công sau khi người bảo vệ nói xong bóng người màu vàng kia trực tiếp biến mất tại chỗ chỉ còn lại văn vũ cùng cuồng lưu hai mặt nhìn nhau không nói nên lời thật là một cái bẫy hoàn hảo khuôn mặt cuồng lưu nở một nụ cười cay đắng anh lắc đầu bất lực với văn vũ theo suy xét của lâm hải phong sử dụng văn vũ và cuồng lưu để thực hiện chiến thuật chặt đầu là lựa chọn chắc chắn chính xác nhất. Còn con cáo già bành quân thì đã cân nhắc đến mọi thứ, theo tính toán của cuồng lưu, dù văn vũ và cuồng lưu không đến nơi tập trung thủ đô ma thì bành quân vẫn có cách vận chuyển cuồng lưu và văn vũ vào trong bảo địa. Ta không nhìn thấy lối vào vùng bảo địa siêu cấp là có thể mở hàng chục hay hàng trăm cái trên khắp thế giới được không? Bảo địa lớn cũng không khoa trương như vậy, nhưng hẳn là có thể mở ra rất nhiều, mà phạm vi mở lối vào có lẽ sẽ khá lớn. Mà Văn Vũ cũng không có gì khác, chỉ là xoay người đi về hướng bệ đá. Từ lời nói của người bảo vệ, hai người đã hiểu rõ mọi chuyện bành quân và bảo vệ có móc nối nhau, khi hai người dùng kế chặt đầu này thì bọn họ đã trực tiếp đặt ra cái bẫy không tính là cái bẫy này cho hai người rồi. Hơn nữa, vai trò của cái bẫy trong việc nhốt lại kẻ thù có khả năng gây chết người rất lớn. Chỉ không biết trong tay bành quân có những quân bài nào mà có thể đảm bảo đánh bại lại đội quân chức nghiệp của quân đội mà không có văn vũ và cùng lưu. Tất nhiên, đây không phải là vấn đề mà cả hai nên cân nhắc lúc này. Nếu những gì được mong đợi là tốt, chúng ta có thể phải ở lại đây một thời gian. Nghe thấy những lời của văn vũ, cùng lưu bất lực gật đầu. Đinh, đây là loại hình bảo địa khiêu chiến. Quy tắc bảo địa như sau, tháp trấn ma trước mặt các vị người khiêu chiến có tổng cộng 1.000 tầng, trong một nghìn tầng phân thành các nhiệm vụ nhỏ khác nhau, lối ra sẽ được mở ở đỉnh của tháp trấn ma, trước khi hoàn thành nhiệm vụ khiêu chiến, người khiêu chiến không thể rời khỏi bảo địa. Mỗi một trăm tầng bảo địa sẽ xuất hiện một cột đá trao đổi, dùng để tiếp viện. Bên trong bảo địa, người khiêu chiến không thể công kích lẫn nhau. Nội dung khiêu chiến cụ thể của mỗi tầng, mời tiến vào tháp trấn ma để nhận. Mấy câu nói ngắn ngủn nói ra bản chất của bảo địa này. Chật 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 chật. Văn Vũ chặt lưỡi liên tiếp mấy tiếng, sau đó đọc lại một lượt quy tắc trên bia đá. Hoàng Mỹ, anh đoán xem hai ta cần dùng thời gian bao lâu mới có thể đánh xuyên qua một nghìn tầng tháp trấn ma này. Cùng lưu thở dài một hơi, tôi đoán, trong trận chiến quét sạch bành quân ở bên ngoài kia, không có phần của hai ta. Văn Vũ khẳng định lắc lắc đầu. Cho dù nhiệm vụ trong tháp trấn ma vô cùng đơn giản, dự tính trong một giờ hai người có thể quét sạch một nhiệm vụ, một nghìn nhiệm vụ, sẽ cần một nghìn giờ, gần một tháng rưỡi. Nhìn tháp trấn ma cao ngất ở trước mặt, Văn Vũ phất phất tay với cuồng lưu. Đi thôi. Cũng không biết không có hai chúng ta, tư lệnh lâm có thể xử lý thành công cái tên bành quân kia hay không? Không vấn đề. Giọng điệu của cuồng lưu khá chắc chắn. Con bài chưa lật của quân đội cũng không ít. Con bài chưa lật của quân đội đích xác là không ít. Cho dù là ở khu tập trung Ma Đô, cũng đều tồn tại ám tử và thám tử của quân đội. Vì vậy, khi cùng Lưu và Văn Vũ mất liên lạc, Lâm Hải Phong đã nắm được tin tức. Nhìn báo cáo trên tay, hai hàng lông mày Lâm Hải Phong nhíu chặt, đồng thời trong đầu không ngừng xoay chuyển, nghiêm túc suy nghĩ biện pháp đối phó cuộc chiến này. Sau một lúc lâu, Lâm Hải Phong hạ quyết tâm. Thông báo cho Tiểu Tuyết, chỉ huy Chu Tước và toàn bộ quân đội đã chuẩn bị, xuất phát đến khu tập trung Ma Đô. Thông báo cho binh đoàn hỏa tiễn, định vị mục tiêu ở khu tập trung ma đô đồng thời thông báo cho ám tử ở khu tập trung ma đô tung tin đồn nhiễu loạn khu tập trung ma đô thông báo cho viện khoa học bảo bọn họ lấy ra các loại vũ khí sinh hóa mà họ đã chuẩn bị đồng thời phái ra quân đoàn người nhân bản bọc thép thông báo cho đội đặc nhiệm bảo bọn họ ra tiền tuyến lâm hải phong tuyên bố một loạt mệnh lệnh với tốc độ cực nhanh nhìn thư ký của mình bước ra ngoài mãi đến khi trong phòng không có một bóng người lâm hải phong đột nhiên đứng dậy đi đến phía sau một bức tranh ở bên cạnh màu sắc của bức tranh vô cùng diễm lệ bút pháp rất điêu luyện tuy rằng không thuộc hàng danh họa nhưng cũng thuộc loại tương đối quý giá đương nhiên đó là vào trước mặt thế lâm hải phong tùy tay xé bức tranh giống như xé giấy vụn sau đó nhìn vào một chiếc két sắt ở bên trong két sắt không lớn nhưng khá đảm bảo an toàn đầu tiên lâm hải phong tháo chiếc chìa khóa đeo trên cổ xuống mở chiếc khóa kiểu cũ bên ngoài két sắt, sau đó nhập mật mã, quét vân tay, xác thực con người. Sau ba bước liên tiếp, két sắt mới phát ra một tiếng tích. Lâm Hải Phong trực tiếp mở két sắt ra, xem xét những thứ ở bên trong. Trong đó là một cuộn giấy, một pho tượng giống như ác ma trông rất sống động, một lọ thuốc và một món trang bị trông giống như thiết bị truyền tin lâm hải phong đứng ở bên cạnh két sắt suy nghĩ một hồi lâu lúc này mới lấy thiết bị liên lạc bên trong ra sau đó thận trọng đóng két sắt lại cầm thiết bị liên lạc lớn bằng bàn tay lâm hải phong ngồi ở trên ghế của mình đầu tiên là tự rót cho mình một chén trà sau đó chậm rãi bấm thiết bị liên lạc đô 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 tiếng chuông đợi máy không ngừng vang lên mà lâm hải phong cũng không lộ ra vẻ nôn nóng chỉ ngồi tại chỗ không ngừng phẩm trà đó là một loại ung dung một loại nhàn nhã kiểu như hết thảy đều nắm giữ trong bàn tay mãi đến khi một giọng nữ thanh thúy truyền ra từ trong thiết bị liên lạc xin chào cảm ơn quý khách đã gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tiếng phổ thông mời ấn nghe thấy nội dung quen thuộc khóe mắt lâm hải phong giật một cái đồng thời trong lòng thở dài một tiếng thật sự là thú vị a à. sau đó không đợi giọng nói bên trong nói xong lâm hải phong nói thẳng Tôi là Lâm Hải Phong, còn có thiết bị liên lạc này, không phải là đường dây riêng của tôi sao?" Giọng nữ Thanh Thúy ở đầu bên kia nghe được lời của Lâm Hải Phong, lời trong miệng thoáng dừng một chút, sau đó tiếp tục nói. "Chào ngài, Tư lệnh Lâm, đây là đường dây riêng của ngài, nhưng mà. Ngài không cảm thấy là tôi nói vậy sẽ có một loại cảm giác giống như đặc vụ sao?" "Đúng rồi, lần sau hẳn là tôi nên thêm một ít ám hiệu và mật mã." "Ha ha?" nếu cô muốn làm đặc vụ tôi đây có thể thành lập cho cô một tiểu đội đặc vụ cô tới chỗ của tôi đi lâm hải phong không nói hai lời lập tức bắt đầu hành động đào người giọng nữ ở đầu bên kia im lặng nửa ngày sau đó mới mở miệng nói xin hỏi ngài có chuyện gì không tôi tìm lão đại của các cô xin chờ một chút giọng nói đầu bên kia nhỏ dần sau đó một giọng nữ thô bạo đột ngột truyền ra lão đại lão đại đừng ngủ con mẹ nó nữa tư lệnh lâm tìm anh kèm theo đó còn có âm thanh dùng sức phá cửa sau đó chính là một loạt âm thanh gãy vỡ của gỗ cùng với tiếng thép chói tai của một người đàn ông trong phòng đờ mờ tôi có thói quen ngủ khỏa thân còn có cô có thể gõ cửa hay không gõ cửa cô biết không không phải đập lại càng không phải là đập nát tư lệnh lâm tìm anh còn có chào qua tiểu đệ đệ buổi sáng tốt lành tiếng cười duyên như chuông bạc liên tiếp truyền ra sau đó chính là âm thanh mặc quần áo cùng với tiếng lầm bầm của người đàn ông không chịu nổi cái đội ngũ này nữa một người hai người đều muốn cưỡi trên đầu tôi hiện tại ngay cả người mới tới cũng kiêu ngạo như vậy trong lời nói thật ra lại không có vẻ gì là tức giận mà bất đắc dĩ chiếm đa số đúng rồi giống như nghĩ tới điều gì giọng nam lại hỏi thiết bị liên lạc trên tay cô, nếu tôi nhìn không lầm thì đang nối máy có phải không? Im lặng. Đúng nha. Có vẻ như Tư Lệnh Lâm đã chứng kiến toàn bộ hành trình phục vụ đánh thức của tôi. Mặt mũi của tôi biết để ở đâu đây. Đừng nghĩ loại chuyện mặt mũi nhàm chán nữa, phục vụ đánh thức của bà đây cũng không phải ai cũng có tư cách hưởng thụ. Còn có, quần lót của anh mặc ngược. Sau đó, Thiết bị liên lạc trên tay Lâm Hải Phong truyền đến một trận âm thanh chờ máy. Nhìn thiết bị liên lạc trên tay truyền ra từng hồi âm thanh chờ máy, Lâm Hải Phong nhất thời vui vẻ bật cười ha ha. Sau một lúc lâu, thiết bị liên lạc được bật trở lại, bên trong truyền ra một giọng nói yếu xìu. "Khụ khụ, buổi sáng tốt lành, Tư Lệnh Lâm." Lâm Hải Phong nhìn bầu trời bên ngoài, không kìm được mà thốt ra một câu. "Không sớm nữa, nên ăn cơm rồi." Còn nữa, không ngờ đến cậu lại là một tên như này đấy nam thần lạnh lùng lâm hải phong dùng giọng điệu cười cợt nới ra bốn chữ nam thần lạnh lùng nhưng lại khiến cho đối phương bật cười qua máy thông tin nghe thấy giọng cười ít nhất còn có hơn một người đừng có cười nữa đừng có cười nữa lão đại của mấy người đang nói chuyện chính sự đó có còn muốn ăn cơm nữa không đáng tiếc với thực lực của lão đại rõ ràng chưa đủ giọng cười bên kia đầu dây vẫn không ngừng lại mà ngược lại còn cười lớn hơn, thậm chí còn có thêm vài người nữa tham gia vào. Thật là ít 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 ít. Một loạt những từ ngữ chửi tục phun ra khỏi miệng người đàn ông đầu dây bên kia, một lát sau, giọng cười lập tức ngưng lại. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Được rồi, tôi chạy rồi, bây giờ đã yên tĩnh, chúng ta nói chuyện chính đi. Lâm Hải Phong nhanh chóng nói tình hình trước mắt một lượt bao gồm cả chuyện tình bào về thầy Diệt Ma, tin tức của bành quân cả sự phản bội của trình tự số 5, còn có cả chuyện văn vũ và cùng lưu bị nhốt ở bảo địa. Nam thần lạnh lùng ở đối diện im lặng lúc lâu, sau đó nói, chuyện của thầy Diệt Ma, tôi sẽ giải quyết, từng, tôi bây giờ đi, có thể một tiếng sau, sẽ đến hoa hạ. Nghe thấy lời của bên kia đầu dây, Lâm Hải Phong suy nghĩ một lúc, nói. Thành viên của đội cậu có thể cũng quay lại không? nam thần lạnh lùng im lặng lúc lâu hình như đang nghiêm túc suy nghĩ gì đó lúc sau quả quyết nói có thể quay về một bộ phận nhỏ dù sao thành viện đội của tôi có vài người không phải là người trung quốc bây giờ chuyện của chúng tôi ở bên ngoài cũng kết thúc rồi đến lúc bắt đầu tiêu diệt ma vật rồi bọn họ không bỏ lại đất nước mình được lâm hải phong gật đầu nên như vậy vậy đi tôi đưa thành viên của đội tôi về trước hỗ trợ cho ông vài cao thủ sau đó tôi quay về hoa hạ sau, giải quyết vấn đề của bành quân, còn nữa, chuyện của bành quân, tôi tự mình giải quyết. Không vấn đề gì. Đúng rồi, Suyaku thế nào rồi? Đang trên đường đến khu tập trung ma đô. Vậy thì không có vấn đề gì rồi, bên này tôi lập tức bắt đầu dịch chuyển, địa điểm dịch chuyển, đặt ở trong phòng làm việc của ông nha, làm tốt công việc tiếp nhận đi. Đúng rồi. Lâm Hải Phong đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời nói trình tự số 2 và số 3 thì sao?" Nam thần lạnh lùng, đầu dây bên kia im lặng một lúc, quả đoán nói. "Bọn họ sẽ không có chuyện gì đâu, dù gì cũng là cường giả cấp trình tự cấp 5, đã ở trong tầm nhìn của chủ nhân rồi, sẽ không thể chết vì một cường giả cấp khác đâu, nhưng mà, ở đây vẫn còn một vấn đề, liên quan đến một số việc về thảm họa trận ma tai giáng xuống lần thứ nhất, đợi tôi quay lại rồi giải quyết." "Vậy thì tôi yên tâm rồi." "Ừm, làm tốt chuẩn bị đi." Nói xong câu nói, người bên kia máy thông tin cúp máy. Còn Lâm Hải Phong lắc đầu cười, đồng thời uống nốt ly trà gian dở, yên lặng nhìn khoảng trống trước bàn làm việc. Không đến một phút, khoảng trống phía trước lóe lên ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng chói mắt khiến cho Lâm Hải Phong quay đầu đi, một giây sau, bóng người xuất hiện trước mặt Lâm Hải Phong. Đáng tiếc, tình hình bốn người này không tốt lắm. Một lúc dịch chuyển đến bốn người, đang bò hết dưới đất nôn khang, rõ ràng cái phương pháp dịch chuyển này có ảnh hưởng không nhỏ đến cơ thể lâm hải phong yên lặng nhìn bốn người họ một người phụ nữ cao ráo mặc chiếc áo vét ghi lê màu xám và chiếc quần đùi dinh rất ngắn da bánh mật khiến cho người ta có một cảm giác khỏe khoắn bộ ngực đầy đặn do đang quỳ ở dưới đất mà vô ý lộ ra trước mặt lâm hải phong một đường khe chết người sau đó lâm hải phong âm thầm nhìn đi chỗ khác nhìn mấy người ở bên cạnh một người da đen kiểu đen bóng, có lẽ là người châu Phi, dáng người cao đến một mét, cánh tay cường tráng thậm chí còn bằng cả đùi của Lâm Hải Phong. Một sự cuồng bạo không ngừng tỏa ra từ người anh ta, thậm chí khiến nhiệt độ cả căn phòng hơi tăng cao lên. Thể chất cơ thể của người da đen không tồi, lúc này tác dụng phụ của dịch chuyển với anh ta đã chỉ còn lại một nửa, miệng cười với Lâm Hải Phong, lộ ra hàm răng trắng, sau đó lấy ra từ những không gian một đống thuốc, bản thân uống vài bình trước, sau đó bắt đầu giúp đồng đội uống. Bên cạnh người da đen là một người thuộc chủng tộc người châu Á với trang phục vàng, nhìn trang phục có lẽ là người hoa hạ, nhưng không biết tại sao cách ăn mặc lại hoài cổ như vậy. Người cuối cùng là một cô bé. Cô bé tuổi khoảng một tuổi, với tình trạng ôm nửa như vậy, nhưng tay vẫn như cũ cứ ôm lấy con gấu bông lớn không buông. Nhìn thấy người da đen đưa bình thuốc đến miệng mình, cô bé nhìn người da đen khó khăn gật đầu, sau đó uống một ngụm. Khụ, sống rồi. Một lúc lâu sau, người phụ nữ da bánh mật thở hỗn hển, từ dưới đất bò dậy, không để ý đến bộ ngực bị lộ ra, lại còn dùng lực nhảy hai cái, trong phút chốc, sóng gió nổi lên. May thay, bản thân Lâm Hải Phong không háo sắc, mà cũng đã qua cái tuổi thanh niên nổi loạn, chỉ gật đầu với người phụ nữ, sau đó nói. Nghe giọng, cô là người liên lạc của tôi hả? Người phụ nữ khẽ gật đầu, sau đó thực hiện một động tác quân lễ không đúng tiêu chuẩn gì cả tiểu đội vũ lực tối thượng, thành viên Trương Tử Bình, trình tự báo cáo với Tư lệnh Lâm. "Còn nữa, Tư lệnh Lâm, có tính số lượng tiểu đội đặc công vừa nãy có nói không?" Tiểu đội vũ lực tối thượng không phải do Lâm Hải Phong thành lập, cả hai không có liên quan đến nhau. Nghiêm túc mà nói, là đội trưởng của tiểu đội vũ lực tối thượng liên lạc trước với Lâm Hải Phong, hai người mới liên kết hợp tác với nhau. Mà lễ gặp mặt của tiểu đội vũ lực tối thượng là Suzuka có thể dùng thần thú làm lễ gặp mặt, sức mạnh của loại cấp độ này tuyệt đối không thể là của quân đội bồi dưỡng ra. Tất cả đều do một tay của một người đàn ông tạo ra trình tự số một. Đồng thời, đây cũng là quân bài lớn nhất của Lâm Hải Phong. Người này, ông cứ gọi là hắc tử là được, trình tự, anh ta không muốn nói chuyện cho lắm, mà mấy lời anh ta nói tôi cũng không hiểu. Hắc tử chính là người đàn ông da đen. Cho nên hắc tử ở đây nếu như theo tính toán của Lâm Hải Phong, có lẽ không có cảm giác muốn quay lại đất nước của mình, hoặc anh ta đã không còn đất nước để quay về. Châu Phi, có không ít người đến từ các bộ lạc nguyên thủy mà sức chiến đấu và thực lực của tên này như một cường giả. Tôi tên là Tần Mẫn, trình tự số 8. Không, nên gọi là trình tự số 7, phó đội trưởng tiểu đội vũ lực tối thượng. Hai ngày trước, trình tự số 7 cũ chết rồi. Không sai chết ở trạm canh gác của bảo địa. Lâm Hải Phong gật đầu khẳng định, sau đó hướng ánh mắt đến người cuối cùng một Lolita. Cô bé Lolita ôm một con gấu đồ chơi còn to gần bằng mình trong tay, cưới với Lâm Hải Phong. Tôi tên là Dương Ngọc, năm nay một tuổi. Nói xong. Cô bé ôm con gấu đồ chơi, núp sau người hát tử. Thay vào đó Trương Tử Bình cười xin lỗi Lâm Hải Phong. Cô bé này từ khi mặc thế bắt đầu, đã chịu rất nhiều khổ cực, đi theo đội trưởng và Hắc tử, khiến cho tư lệnh lâm cười chê rồi. Đúng rồi, mà Dương Ngọc là một trình tự, thấy sao, lần này hỗ trợ không tồi đúng chứ? Rất tốt. Lâm Hải Phong gật đầu khẳng định. Lần hỗ trợ này không tồi, mà rất mạnh mẽ nữa. Bốn trình tự, thậm chí còn có một người là một người mạnh trong top 10 trình tự, sức mạnh hỗ trợ lần này cũng đã khá đủ để bù đắp lại được sự mất tích của Văn Vũ và Cùng Lưu còn chưa nói nghĩ đến cái lần tận mắt được nhìn thấy sức mạnh của trình tự số một lâm hải phong không chịu được mà rùng mình đó là một loại sức mạnh hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của lâm hải phong nghĩ đến đây lâm hải phong cười với bốn người trước mặt đội trưởng của mọi người khi nào thì quay lại đây trương tử bình nhanh chóng trả lời năng lực dịch chuyển của đội trưởng có thể dịch chuyển được người khác nhưng mà không dịch chuyển được bản thân cho nên chắc sẽ chạy từ biển về đây sẽ giải quyết luôn chuyện liên quan đến thầy diệt ma ở khu tập trung ma đô sau đó mới quay lại gặp ông lâm hải phong gật đầu biểu thị đã biết điều thú vị hơn chính là mặc dù tần mẫn trên danh nghĩa là đội phó của tiểu đội vũ lực tối thượng nhưng khi nói đều là trương tử bình nói chuyện chuyện này không thể không khiến cho lâm hải phong một lão hồ ly không khỏi nghĩ thêm nhiều chuyện khác nhưng lâm hải phong vẫn giữ lại tất cả chỉ dừng lại ở dự đoán mệt rồi đúng không vậy đi ăn trước đi, rồi nghỉ ngơi chút. Với việc Lâm Hải Phong nhận được sự hỗ trợ, Văn Vũ và Cùng Lưu đang ở bảo địa không hề hay biết, lúc này Văn Vũ và Cùng Lưu đang đối diện với nguy cơ lớn nhất từ khi mặt thế bắt đầu. Nghe rõ câu hỏi tiếp theo, có một con tắc kè leo lên từ một cái giếng sâu, ba ngày leo lên được một mét, đến đêm lại trượt xuống một mét, vậy thì con tắc kè mất bao lâu mới bò ra khỏi giếng được? mà cùng lưu và văn vũ mặt ngơ ra đang đứng trên tầng 10 khoảng không của tháp trấn ma nghe bài toán phép tính olympic của học sinh tiểu học đầu óc tối đen hai người im lặng hồi lâu sau đó nhìn nhau có một cảm giác hai người họ sau này phải dựa vào nhau cả đời này câu trả lời là gì không biết câu nói qua lại như vậy đã xảy ra bao nhiêu lần rồi cái gọi là tháp trấn ma này là một cái lỗ hổng lớn không có nhiều phần thưởng mấy tầng trước có được tặng ít điểm tích lũy và ma tinh, vậy mà nội dung thực luyện thì cứ thiên biến vạn hóa vô cùng kỳ quái. Từ những câu số học phức tạp, đến một câu tắm cho mèo đột biến, sau đó lại đỡ đẻ cho một con ngựa đột biến, lung ta lung tung, khiến cho văn vũ và cuồng lưu rất khổ sở bất hạnh. Xem ra, lúc ra được bên ngoài, cũng không biết chỗ ông già đã như nào rồi. Chuyện bên Lâm Hải Phong, tất nhiên không cần cuồng lưu phải lo lắng. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho bốn thành viên tiểu đội vũ lực tối thượng ăn uống xong, Lâm Hải Phong lại vào trạng thái làm việc, đồng thời những báo cáo tình báo không ngừng được đưa đến chỗ Lâm Hải Phong. Mà bốn thành viên tiểu đội vũ lực tối thượng cũng đã được Lâm Hải Phong chia đến các vị trí để đối phó với thủ đoạn của Bành Quân. Nhìn tổng bộ quân đội vô cùng yên tĩnh, Lâm Hải Phong nâng ly trà lên, đồng thời trong lòng không ngừng suy nghĩ. Thân phận trình tự số 5, Thầy Diệt Ma, Ma chủng lại thêm cả nội quỷ. Bành quân ơi là bành quân, thật là đáng tiếc, cái bản tính ích kỷ nhỏ nhen, lại ở trước mặt cường giả đỉnh phong, thật sự vô dụng. Không biết, mấy thủ đoạn nhỏ nhen đó, trước mặt trình tự số 1, giữ được bao lâu, 10 phút, hay là nửa tiếng. Nói xong, Lâm Hải Phong khẽ nâng tay lên, xem thời gian. Trình tự số 1 chắc cũng đã đến rồi, vậy thì, ông ta cũng chả còn mấy phút để sống nữa. Thân là đại ca của quân đội, các thủ đoạn giấu tay của Lâm Hải Phong đúng là kinh người, mấy thủ đoạn giấu tay của Bành Quân, Lâm Hải Phong cũng hiểu 7,8 phần rồi. Nếu không thì không thể thỏa thuận hợp tác được với tiểu đội vũ lực tối thượng của trình tự số 1. Hoặc đổi lại một câu khác, vì sự hợp tác của Lâm Hải Phong và trình tự số 1 mà sinh ra một cảm giác vô cùng đáng sợ. Cái loại cảm giác đó, hoàn toàn vượt qua sức mạnh của thần thú. Bành Quân lúc này đã nhận được tin tức quân đội bắt đầu hành động. Đầu tiên để trình tự số 5 đến khu tập trung yên kinh, kết hợp với một cường giả khác, giết chết Lâm Hải Phong, đồng thời phân bố lực lượng Thầy Diệt Ma và quân đội dưới tay ông ta đến các địa điểm khác, thoát khỏi sự truy sát của quân đội. Suy nghĩ của Bành Quân không sai. Chiến đấu chính diện, bản thân ông ta căn bản không có chút hy vọng nào, chỉ là tự mình tìm đến cái chết. Nhưng mà, một khi Lâm Hải Phong bị giết, vậy thì quân đội như rắn mất đầu, lại thêm ám tử của bản thân ông ta. Bành Quân nắm được 7 phần thành công, có thể có được khu tập trung yên kinh mà không phải nhúng máu. 7 phần, đối với một người muốn lấy nhỏ để có được cái lớn hơn thì đã là quá đủ. Mà một khi bản thân ông ta nắm trong tay khu tập trung yên kinh, vậy thì mọi chuyện sẽ dễ nói hơn. Nghĩ đến đây, Bành Quân lấy ra một cái máy thông tin bí mật, phát đi một mệnh lệnh. Một lúc sau, tất cả chuẩn bị xong, Bành Quân mới rót cho mình một ly rượu vang, khẽ lắc ly rượu trong tay từ từ đi đến cửa sổ. Bất động nhìn bầu trời dần tối lại. Cho đến khi có một giọng nói làm bành quân giật mình. Xin chào, bành tiên sinh, chuyển phát đến rồi này. Nghe thấy giọng nói đó, bành quân giật mình quay lại, thậm chí cả con đại bàng trên vai hình như cũng bị dọa cho một trận, nhảy nháo nhào gian hai cánh ra trên vai bành quân. Bởi vì, giọng nói này, không phải là ở bên ngoài cửa vọng vào, mà ở ngay phía sau lưng bành quân. Bành quân quay ngoắt đầu lại, sau đó, liền nhìn thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi mặc một bộ đồ giản dị, đang ngồi ở bàn làm việc của ông ta, chơi đùa rất nghiêm túc với thứ đang cầm trên tay. Trong tay, hai khối tròn màu đen cứ đảo qua đảo lại, phát ra âm thanh tinh tinh. Nhưng vừa rồi, chưa nói đến giọng nói, thậm chí đến cả hơi thở nhỏ nhất bành quân cũng không hề cảm nhận thấy. Ngay cả cự bàn đen vốn là ma chủng, cũng y như vậy. Tất cả, vô ý nói cho bành quân biết sự thật thực lực người này rất đáng sợ bành quân cẩn thận thăm dò người thành niên trước mặt lại nhìn cánh cửa khóa chặt đồng thời thận trọng mở miệng hỏi cậu là ai sao lại đến đây người thanh niên trẻ nghe thấy bành quân hỏi từ từ đặt hai khối tròn trong tay xuống bàn nhìn bành quân cười hở hàm răng trắng nói tôi đến giao đồ cho ông giao đồ đó là hai thứ này nè người thanh niên chỉ lên hai món khối tròn trên bàn nói tiếp có điều hai thứ đồ này tôi vẫn phải cầm đi nhưng khi cần cầm đi tôi hy vọng bên trong có thêm chút đồ gì đó ví dụ như ví dụ như hai mảnh vỡ trái tim ma giới các ông thấy sao hả nghe thấy lời nói của người thanh niên trẻ trái tim bành quân thắt lại mảnh vỡ trái tim ma giới đó chính là tên viên tinh thể màu đen trên người bành quân và đại bàng khổng lồ nhưng mà cái tên này trừ ma chủng ra thậm chí đến ma tộc bình thường một chút cũng không biết cậu rốt cuộc là ái ai? ai phái cậu đến đây lâm hải phong ông ta cho cậu cái gì tôi cho cậu gấp đôi cám dỗ luôn là một thủ đoạn hay mà giống như trên phim ảnh hay tiểu thuyết có khá nhiều người bị cái lời gấp đôi này lay động đáng tiếc người thanh niên trẻ hoặc còn gọi là là trình tự số một không trong số đó Trình tự số một chớp mắt với Bành Quân, giọng điệu lại quay lại như lúc đầu. Cả người thẳng đứng, nhảy từ trên bàn làm việc của Bành Quân xuống, sau đó đi đi lại lại trong phòng. Không có ai phái tôi đến đây cả, ừm, thật ra nói như vậy cũng không đúng lắm, là địa cầu tự ý phái tôi đến đây. Hành tinh của chúng ta nói với tôi, trên người ông có một vài thứ không nên có nên bảo tôi đến đây lấy nó về. Tôi có nên lấy nó không nhỉ? Cái đó của ông đó. Nghe thấy trình tự số một nói như vậy, bành quân cười lớn, cởi cúc cổ áo ra, lộ ra mảnh vỡ trái tim ma giới trên ngực. Thứ này, vốn là thứ rơi trước mặt tôi khi mặt thế bắt đầu, không phải là của tôi. Thì là của cậu sao? Nghe thấy bành quân nói vậy, trình tự số một dừng bước lại, nghiêm túc nhìn vào hai mắt của bành quân, quả đoán gật đầu. Cái thứ đó, vốn là chuẩn bị cho tôi. Cho nên, ông như này thật sự không có vấn đề gì. Bành quân quả đoán cười một tiếng. Đúng là rất thú vị. Trình tự số một nghiêm túc gật đầu, người quen biết tôi, đều nói tôi như vậy đó. Mặt dày, lập tức cắt đứt hết sự thoái thác của bành quân. Bành quân khẽ cắn môi, nhìn trình tự số một, bình tĩnh hỏi câu hỏi cuối cùng. Vậy thì, cũng chính là hôm nay cậu phải lấy mạng của tôi đúng không? Chính xác. Nghe thấy câu trả lời của trình tự số một, bành quân không nói nữa, Nắm chặt nắm đấm lại, đồng thời, cự bàn đen trên vai cũng biến lớn ra. Nhìn sức mạnh, Bành Quân có lẽ đạt đến cường độ sức mạnh của chức nghiệp giả cấp 5. Lại thêm cả thân phận của ma chủng, năng lực chiến đấu của Bành Quân cũng không yếu hơn cùng Lưu. Còn có thêm cả thánh thú mới của thầy Diệt Ma cự bàn đen, với sức mạnh của Bành Quân bây giờ, khá ấn tượng. Đây chính là lá bài lớn nhất của Bành Quân thực lực tự thân. Đáng tiếc, trả lời lại Bành Quân chỉ có một câu ông thật sự muốn đánh với tôi. Một đấm của tôi, mạng của ông, không còn đâu. Sau đó, một dao động năng lượng màu đen bay thẳng đến trước mặt trình tự số 1. Một. một phút sau, cánh cửa phòng làm việc của bành quân mở ra, sau đó trình tự số 1 từ từ đi ra. Rất nhẹ nhàng, trình tự số 1 tay cầm hai khối tròn, nhẹ nhàng lăn trong tay. Trong đó có tiếng tinh tinh giòn tan hòa quyện vào nhau như một bản giao hưởng sau đó đóng lại cửa phòng làm việc của bành quân trình tự số một cười với hai bảo vệ đứng ở cửa ngược lại trong mắt hai hộ vệ đầy sự kinh hãi hai người họ luôn đứng canh ở cửa phòng làm việc của bành quân nhưng không hề thấy tên nhóc này đi vào cho nên đứng im anh muốn làm cái gì trình tự số một quay đầu lại nhìn hai người hộ vệ không chút chậm trễ trả lời chuyển đồ vừa rồi không phải nói với các anh rồi sao vậy sao Hai người bảo hộ nhìn nhau. Hình như là vậy á. À. Sau đó, nhìn trình tự số một vẫn có chút nghi ngờ, nhưng lại không hỏi thêm gì nữa. Cũng không nghĩ đến việc khu cấm địa quân sự không cho chuyển hàng vào, chỉ là cứ nhìn theo trình tự số một từng bước chậm rãi rời đi. Ồ, đúng rồi. Còn chưa đi được xa, trình tự số một quay đầu lại. Các anh tốt nhất nên xem tình hình của bành quân đi, vừa nãy thấy lão già ấy ôm ngực, hình như bệnh tim tái phát rồi đó nói xong trình tự số một vừa nói chuyện phiếm vừa đi người già rồi bệnh gì cũng có đột quỵ não tim không tốt cho nên nhân lúc còn trẻ muốn làm gì thì làm đi chơi gì thì chơi nhiệt huyết chút không thì già mất trình tự số một vừa nói vừa đi xuống lầu và mọi người trên đường đi dường như không nhìn thấy anh ta cũng không nghe thấy những gì anh ta nói cứ mặc cho trình tự số một đi đi lại lại giữa khu cấm địa quân sự sau đó dần dần biến mất Hai hộ vệ nghe thấy lời nói của Trình tự số 1, nhìn nhau. Vừa nãy có ai đi ngang qua à? Một người hộ vệ quả quyết lắc đầu. Vậy sao tôi cứ thấy như vừa nghe thấy ai nói, bệnh tim của tướng quân phát tác. Hai người hộ vệ nghiêm túc suy nghĩ lúc lâu, nghi ngờ nói. Tôi cũng nghe thấy có người nói như vậy, thật kỳ lạ, đâu có ai đến đây đâu ta. Hay là vào coi thử đi. Hai người từ khi làm hộ vệ cho Bành quân đều luôn ở bên cạnh bành quân là tâm phúc của bành quân tất nhiên biết tình trạng của bành quân bệnh tim bành quân đúng là có thật nhưng sau khi trở thành chức nghiệp giả bệnh tim của bành quân đâu có tái phát lại nhưng có ma mới biết cái bệnh tim này có thật sự được chữa khỏi khi thành chức nghiệp giả không do đó hai người này cũng không chú ý lắm thương lượng một lúc lâu hai người gõ cửa gọi bành quân đáng tiếc không có tiếng động gì nghĩ lại khi nãy vừa nghe thấy vài lời trong bóng tối hai người họ nhìn nhau nhanh chóng đẩy cửa vào phòng làm việc của bành quân nhìn bên trong bên trong bành quân nằm im trên bàn làm việc hai tay ôm ngực mặt trắng bệch nhưng lại rất bình thường mà cự bàn đen đã về lại trạng thái mini yên lặng quỳ bên cạnh bành quân không động đậy tinh thể màu đen trên đầu đã không thấy đâu nữa chỉ còn lại một cái lỗ nhỏ chảy máu rất đáng sợ bành quân chết rồi chết trong tay Trình tự số 1. Chỉ một phút ngắn ngủi, Trình tự số 1 đã giết chết Bành Quân và Ma chủng đại bàn khổng lồ, lấy hai mảnh vỡ trái tim ma giới trên người họ, còn tạo cho họ một tư thế thoải mái. Alo, Bành Quân chết rồi. Chỉ một câu nói ngắn ngủi, Trình tự số 1 không chỉ nói cho Lâm Hải Phong mình đã quay về, còn nói cả việc mình đã hoàn thành cho Lâm Hải Phong. Đầu dây bên kia máy thông tin im lặng, sau đó, giọng Lâm Hải Phong vang lên xong việc rồi à vậy quay về đi đúng rồi trước khi bành quân chết đã phát động tất cả những gì ông ta chuẩn bị trước đó bên ông không có vấn đề gì đấy chứ lâm hải phong lại im lặng sau đó như đang hướng máy thông tin ra bên ngoài cửa sổ trong máy thông tin truyền đến âm thanh vụ nổ yếu ớt phát động mấy phút rồi có vấn đề gì không thì tôi không biết nhưng tôi thấy cậu vẫn nên quay lại đây bảo vệ tôi một chút đi nếu không người hợp tác mà cậu không dễ gì tìm được Sợ mấy phút nữa là bị giết rồi đó. Ồ ồ ồ, được rồi, ông biết tôi ghét nhất là mấy cái xác suất mà, đợi tôi vài phút. Trình tự số 1 nói xong, tắt máy thông tin, sau đó, cả người như biến thành một dòng điện, bay thẳng đến khu tập trung Yên Kinh. Cùng Lưu, cứu tôi. Không làm được à? Tôi sắp không giữ được rồi. Nghe thấy tiếng Văn Vũ thảm thiết kêu cứu, Cùng Lưu lập tức nắm chặt tờ giấy thi trong tay đây là thực luyện không được gian lận cậu quên rồi à một khi phát hiện gian lận thực luyện của chúng ta sẽ thất bại cần thêm một tiếng nữa mới lại bắt đầu thực luyện lại văn vũ bất lực thở dài một tiếng tôi cũng biết nhưng cái trò thi thành ngữ này rốt cuộc là loại thực luyện gì vậy hai người họ lúc này đang ở tầng một của tháp trấn ma mà hai người họ đã phát hiện chắc chắn toàn bộ tháp trấn ma không phải là tháp trấn ma vật mà là trấn áp người thực luyện phần thưởng khan hiếm cường độ chiến đấu không cao hoặc là nói căn bản không liên quan đến nội dung chiến đấu mà thứ quan trọng nhất thực luyện không hề nguy hiểm đến tính mạng không thể không nói bàn tính số hiệu người bảo hộ lại vang lên đây là bảo địa hoàn toàn đang lãng phí thời gian lãng phí tinh lực và sức lực đúng rồi hai người chúng ta cũng sắp ở đây hết một ngày rồi nhỉ cùng lưu nhìn đồng hồ chuyên dụng trên tay chắc chắn nói bây giờ vẫn chưa qua một tiếng theo cái tiến độ này tầng của tháp trấn ma chúng ta dùng không hết một tháng thì ra ngoài được tiền đề chính là cậu đừng làm loạn trình độ học vấn của cậu rốt cuộc như thế nào vậy bên tai nghe tiếng nhắc nhở vì gian lận thực luyện thất bại xin mới một tiếng nữa tiếp tục cùng lưu không nhịn được mà mỉa mai văn vũ văn vũ cũng rất khó chịu trình độ học vấn của tôi luôn không tốt cho nên cha mẹ mới đặt cho tôi một cái tên văn vũ vậy tên cậu vốn là gì tôi nói với anh tên tôi vốn là văn ngạo thiên anh tin không ha ha hóa ra là người anh em ngạo thiên nghe danh đã lâu đa tạ đa tạ không thể không nói hai tên vũ phu mắc kẹt trong cái nơi bảo địa quỷ dị chết tiệt này thì sự dày vò với hai người họ tất nhiên không cần nói quá nhiều văn vũ mà nói thì không sao nhưng cuồng lưu trong lúc không biết lâm hải phong có lá bài chủ gì bởi vì bị chặn tình báo từ bên ngoài cùng lưu càng ngày càng thấy khó chịu cáo kỉnh văn vũ cũng vì điểm này mà liên tục can thiệp vào tâm trí cùng lưu sợ cùng lưu tình thần bất ổn mà xảy ra vấn đề văn vũ cũng không hy vọng người ở bên cạnh cậu lại thành một thùng thuốc súng đặc biệt là khi biết hai người họ cần ở bên cạnh nhau mới vượt qua được quãng thời gian hơn một tháng này mà bây giờ tình hình ở khu tập trung yên kinh đúng là không lạc quan tất nhiên chỉ ở trên một vài mức độ mà thôi. Vừa ngắt cuộc nói chuyện với trình tự số 1, Lâm Hải Phong cầm ly trà, từ từ đi đến cửa sổ, nhìn ánh sáng của những vụ nổ bên ngoài thành của khu tập trung Yên Kinh, nhưng không có chút dao động nào. Đầu tiên là quân đội khu tập trung Ma Đô gây ra bạo loạn ngoài thành. Phát động các tín đồ khu tập trung Yên Kinh, sau khi quân đội rời đi, cũng đã gây ra náo loạn toàn bộ khu tập trung Yên Kinh. Nghe thấy lời nói của Bành Quân, đầu dây bên kia máy thông tin truyền đến một giọng đầy do dự nhưng mà đại nhân chúng tôi vẫn chưa phát triển được quá nhiều tín đồ có địa vị cao sợ là bạo loạn không lan được đến nội thành và khu vực trung tâm bành quân suy nghĩ một lúc quả quyết nói hiện trường càng lớn càng tốt chỉ ở ngoài thành thì ở ngoài thành hiểu rồi bành quân ở trong quân đội phát triển thầy diệt ma chính là vì mục đích này đây toàn bộ thấy diệt ma đối với bành quân mà nói cũng chỉ là một công cụ và một thứ vũ khí. Thông báo cho quân đội và cảnh sát cánh tả để trấn áp quân bạo loạn, toàn bộ khu tập trung Yên Kinh vào trạng thái chiến đấu cấp 1, toàn bộ những ai đi trên đường không phải quân đội đều bị xử bắn. Đây chính là kế hoạch của Lâm Hải Phong, đơn giản thô bạo, còn không có nhân tính, nhưng rất hữu ích. Lâm Hải Phong nhìn toàn bộ quân đội còn lại ở khu tập trung Yên Kinh, lái xe ra ngoại thành, uống một ngụm trà, đồng thời lẩm bẩm trong miệng Bước thứ hai, điều động phòng tuyến của ông ta trong khu tập trung yên kinh, sau đó quét sạch toàn bộ lực lượng còn lại trong khu tập trung yên kinh, hoặc tạo nên cuộc bạo loạn còn lớn hơn. Hình như nghe thấy tiếng lâm hải phong, cánh cửa lớn cửa viện khoa học trong nội thành mở ra, sau đó, từng đội từng đội chiến binh khắc long nhân tay cầm khẩu súng mà viện khoa học nghiên cứu ra, đi ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc, sự cuồng bạo được phân bố ra khắp nơi trong nội thành, vô vàng tiếng kêu thảm, tiếng bom nổ vàng lên, Tiếng có mãnh liệt hơn khi nãy ở ngoài thành. Khi ngoài thành xảy ra bạo loạn, sẽ có người liên lạc với ông, cần dọn dẹp sạch sẽ hết số quân đội còn lại. Tiếng trong máy thông tin vang lên, một giọng nói hơi già dặn đáp lại. Bành quân, ông nên biết những chiến binh khắc long nhân trong tay tôi, căn bản không phải là đối thủ của chức nghiệp giả, số lượng có nhiều cũng rất khó để cạnh tranh với quân đội. Ngược lại Bành quân rất tự tin. Yên tâm đi, đến lúc đó khu tập trung yên kinh sẽ không còn mạnh hay còn tướng quân nữa đâu chiến binh khắc long nhân có thêm vũ khí tân tiến thêm cả tự bạo chiến thuật dù đánh không thắng cũng sẽ có thể cầm chân nhưng mà nhưng mà nghe thấy giọng do dự trong máy thông tin truyền đến bành quân không nhịn được mà cười lạnh lùng một tiếng nhưng mà cái gì phùng quán sinh phùng viện trưởng ông đừng có quên thứ trong tay tôi có thể khiến cho lâm hải phong giết ông ông ta không chết tôi sẽ chết tôi mà chết nhất định sẽ đem ông theo chết cùng bây giờ còn nhưng mà cái gì nữa đầu dây bên kia máy thông tin phùng quán sinh do dự mãi không nói lên lời giọng của bành quân trở nên dịu dàng hơn chút từ từ nói yên tâm đi lão phùng hai người chúng ta cũng coi như tình bạn già với nhau đợi đến khi tôi khống chế được quân đội sẽ không quên đi ông phùng quán sinh ở bên kia dường như đã hạ quyết tâm không vấn đề gì nhưng mà ngỡ như lực lượng trong tay tôi không đánh được quân đội nhất định được bành quân nói xong cúp luôn máy thông tin đồng thời lạnh lùng nói một câu một tên ngu ngốc không thể làm nên chuyện lớn đến bước này rồi còn muốn bàn lùi lão tử đây căn bản còn không xem người là cái gì cả chật 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 tên ngốc không nhìn ra được tình hình không muốn ở viện khoa học mà nghĩ già cho tốt à lâm hải phong cảm thán một câu đồng thời từ những không gian lấy ra một máy thông tin, liên hệ với một người nào đó. Lúc sau, trong máy thông tin truyền đến một giọng nói khá trẻ. Có cần tối kích hoạt huyền vũ không? Không cần, anh đưa những cấp dưới vừa nãy phân cho anh, giết phùng quán sinh là được rồi. Đúng rồi, bên ngoài có vài quân đoàn khắc long nhân đấy, chấm dứt tự bạo chiến thuật của chúng đi, quả bom trong chúng gây thiệt hại cho binh sĩ chúng ta. Hiểu rồi. Chỉ vài câu ngắn ngủi, đã giải quyết sinh mạng của phùng quán sinh bên trong viện khoa học phùng quán sinh đang ngồi trong phòng làm việc của mình đấy bất an có một câu có thể hình dung được phùng quán sinh bây giờ người càng già gan càng nhỏ mặc dù phùng quán sinh đã già nhưng rõ ràng vẫn chưa sống đủ phòng làm việc cách âm rất tốt giống như một thế giới độc lập hoàn toàn hoàn toàn cách ly với bạo loạn bên ngoài rầm 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 tiếng đập cửa vang lên phùng quán sinh lập tức chỉnh lại cổ áo đi thẳng ra cửa phùng quán sinh không hề nghĩ cách phòng ngự gì trong văn phòng mình cả thứ ông ta nghĩ chính là kế hoạch kép nếu kế hoạch của bành quân thành công vậy thì kết quả không cần phải bàn nhưng nếu kế hoạch của bành quân thất bại vậy thì mình không đề phòng gì thể hiện mình không có hành động gì đồng thời dở một ít thủ đoạn là có thể ném đội quân người nhân bản này lên người kẻ khác rồi giả vờ vô tội đúng vậy điều mà phùng quán sinh nghĩ trong lòng chính là giả vờ vô tội đâu phải chỉ có một mình phùng quán sinh là có thể khởi động đội quân người nhân bản của viện khoa học đâu còn mấy người có quyền hạn này cơ mà trong đó có cả tên nhảy vắt mũi chưa sạch ngụy thiên nữa đổ cho nó là được ai bảo trình độ của tên này không tệ uy hiếp vị trí viện trưởng viện khoa học của mình trong lòng nghĩ như vậy phùng quán sinh chậm rãi bước tới cửa văn phòng mở cánh cửa văn phòng ra sau đó một khẩu súng lục tạo hình đặc biệt liền dừng trên đầu phùng quán sinh anh anh làm gì vậy nhìn thấy ngụy thiên trước mặt cùng với người da đen cường tráng và lolita phía sau ngụy thiên đầu phùng quán sinh đầy dấu chấm hỏi và sợ hãi đáng tiếc giây tiếp theo tất cả đều kết thúc bùng em mờ thanh không lớn nhưng hiệu quả không tệ sau đó một phát súng lên đầu phùng quán sinh sau đó ngụy thiên mỉm cười nói với thi thể của phùng quán sinh quân đội chiến thần huyền vũ kính chào ngài chúc ngài xuống địa ngục vui vẻ đồ ngu nhiệm vụ hoàn thành nhưng không ngờ tên kia lại không hề đề phòng chút nào có lẽ ông ta chuẩn bị đổ cho tôi phí công ông chuẩn bị hai người cho tôi rồi nghe thấy ngụy thiên nói vậy lâm hải phong cũng hơi buồn bực không sao tôi cũng không ngờ phùng quán sinh lại ngu như vậy nếu đã như vậy thì tôi đưa hai người kia trở về nhé Lâm Hải Phong suy nghĩ một lát, cuối cùng lắc đầu. Không cần, hai người kia phụ trách an toàn cho anh đi, dù sao thì bây giờ người trong quân đội có thể khởi động huyền vũ chỉ có một mình anh thôi. Hiểu rồi. Nói xong, Lâm Hải Phong nắc bộ đàm, nhìn cảnh tượng ngày càng hỗn loạn bên ngoài cửa sổ, khẽ lắc đầu, ông ta xoay người rời khỏi cửa sổ, ngồi xuống ghế, hai tay múa may một lúc. Một lúc sau, một tách trà thơm nghi ngút khói mới ra lò, sau đó, ông ta xoay người lấy thêm bốn cái chén trong ngăn kéo của bàn làm việc rót đầy trà vào trà đạo chính là thưởng thức vẻ đẹp của trà trọng điểm không phải thưởng thức mùi vị trong miệng mà là ở quá trình pha trà nếu cậu nghiêm túc pha trà cậu sẽ cảm thấy như thăng hoa và rửa tội về tinh thần tôi thích pha trà cũng thích thưởng trà bởi vì tôi thích hưởng thụ quá trình hơn là kết quả bởi vì ở trong mắt tôi kết quả đã định rồi mời dùng trà Lâm Hải Phong nói xong, trực tiếp đặt hai chén trà đối diện bàn làm việc. Nhưng người đối diện không nhận tấm lòng của Lâm Hải Phong. Vậy thì tôi muốn hỏi Tư lệnh Lâm một vấn đề, liệu ông có chết không? Lâm Hải Phong nhấp một ngụm trà, gật đầu dứt khoát. Sẽ chết, mọi người đều chết, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng hôm nay tôi sẽ không chết. Ồ. Dương Bằng quản khẽ nhíu mày. Tôi không tin. Cậu không tin không quan trọng, quan trọng là cậu có tin không phương bạch phương bạch ngồi bên cạnh dương bằng quảng sắc mặt bình tĩnh nhìn lâm hải phong ngồi ở vị trí chủ trì anh ta nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch tôi tin nói xong thanh kiếm to lớn trong tay anh ta chém về phía đầu dương bằng quảng bởi vì có tôi bóng ma thần to lớn xuất hiện trên người phương bạch ma thần và phương bạch lập tức hợp thành một khiến hơi thở trên người phương bạch càng điên cuồng hơn mà đối mặt với sự tập kích bất ngờ của đồng bọn dương bằng quảng không kịp phản ứng ngạc nhiên nhìn phương bạch miễn cưỡng đỡ một đòn nghiêm trọng của phương bạch dương bằng quảng lùi về phía mép văn phòng không tin nói anh làm gì vậy rốt cuộc anh đang làm cái gì thế giết người mục đích anh bảo tôi tới đây không phải là giết người sao phương bạch bình tĩnh nhìn dương bằng quảng sau đó anh ta đổi vị trí chắn giữa dương bằng quảng và lâm hải phong nhưng giết ai thì do tôi quyết định. Tôi đã chứng kiến đứa trẻ Phương Bạch này lớn lên, thời gian này khổ cho nó rồi. Lâm Hải Phong vừa nhìn Phương Bạch và Dương Bằng quảng đỏ sức, vừa lặng lẽ uống trà, không hề lo lắng kết quả của cuộc chiến. Mà cả văn phòng đã được bao phủ bởi kết giới, mục đích của kết giới chỉ có một, chính là cố định vật thể trong phạm vi kết giới. Đó cũng là lý do tại sao đến giờ, toàn văn phòng này vẫn chưa bị cuộc chiến của Phương Bạch và Dương Bằng quảng phá hủy đúng rồi uống trà đi lâm hải phong lại đẩy một chén trà đến vị trí bên cạnh người bên cạnh nhẹ nhàng nhận lấy chén trà uống một hơi cạn sạch như trâu gặm mẫu đơn trà ngon kế cũng hay xem ra nếu chúng tôi không đến đám hề kia cũng không uy hiếp được sự an toàn của tư lệnh lâm lâm hải phong nhìn trình tự thứ bảy bên cạnh tầng mẫn mặc áo choàng màu vàng trên người ông ta khẽ lắc đầu thêm một tầng bảo đảm vẫn tốt Ai biết lão già Bành Quân kia còn có kế hoạch gì nữa? Nhưng dù ông ta có kế hoạch gì thì cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay ông. Nghe thấy câu nữa khen tặng như vậy, Lâm Hải Phong gật đầu mỉm cười. Ở trong phạm vi Yến Kinh, tôi không gì là không làm được. Ngay từ đầu, đây là một cái bẫy nhằm vào thầy Diệt mà và Bành Quân. Đúng là Lâm Hải Phong đã giết cha của Phương Bạch, nhưng Phương Bạch lại không trở mặt thành thù với quân đội. Trên thực tế, Lâm Hải Phong có thể lật đổ được cha của Phương Bạch, Phương Bạch cũng góp sức. Dùng con mồi Phương Bạch này để dụ con cá lớn là thầy diệt ma ớn hoặc để câu những người có ý đồ với Yến Kinh, kế hoạch này đã chuẩn bị xong từ đầu rồi. Chỉ có thể nói là thầy diệt ma rơi vào bẫy đúng lúc. Thấy Phương Bạch và Dương Bằng quản chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lâm Hải Phong nói với Tần Mẫn. Giúp Phương Bạch một tay đi. Sau đó do dự một lát. Cố gắng bắt sống không thành vấn đề. Tần Mẫn gật đầu cười, đồng thời, khí thế trên người cũng liên tục tăng lên, cả người biến thành một ánh sáng màu vàng, lập tức gia nhập cuộc chiến. Trận đấu diễn ra vô cùng ác liệt. Cuộc chiến của ba cường giả siêu cấp thậm chí còn khiến toàn bộ tổng bộ quân đội không ngừng lung lay. Cũng may là nhờ vào các biện pháp phòng ngự kiên cố nên tổng bộ vẫn không bị sụp đổ. Hơn nữa, xung quanh Lâm Hải Phong còn có một luồng sức mạnh phòng ngự bí ẩn để ông ta vẫn có thể nhàn nhã ngồi uống trà trong khoảng cách gần như vậy. Một con cáo già như Lâm Hải Phong nhất định sẽ không giao an nguy của mình cho người khác. Trình tự số năm Dương Bằng Quảng có thực lực cấp 4 hậu kỳ, anh ta đã thu hoạch được không ít từ bảo địa, bây giờ mọi thứ chuyển hóa hết thành sức mạnh. Còn thực lực của Phương Bạch hơi yếu hơn một chút, nhưng anh ta cũng là cường giả được quân đội bồi dưỡng, hơn nữa các kỹ năng phối hợp vô cùng xuất sắc. Thế nên cho dù là một chọi một thì Dương Bằng Quảng cũng không thể lập tức đánh bại Phương Bạch. Càng không nói đến Tần Mẫn. Khi Tần Mẫn ra tay, sức mạnh bùng nổ mạnh mẽ đến mức khiến cả Dương Bằng Quảng và Phương Bạch đều choáng váng. Trình tự số 7, Tần Mẫn, thực lực đỉnh phong cấp 4. Trình tự số 5 và số 7 không cách nhau bao xa. Hơn nữa, trình tự cao hơn không có nghĩa là mạnh hơn. Trên thực tế, văn vũ cũng không biết cái gọi là trình tự đó đại diện cho cái gì tiềm năng sức mạnh hay là một thứ gì đó điều này chắc chỉ chủ nhân mới có thể đưa ra câu trả lời nhưng lâm hải phong người đang quan sát trận đấu có thể chắc chắn một điều thực lực của tần mẫn mạnh hơn dương bằng quảng chỉ tính về tố chất thân thể thì tần mẫn đã bỏ xa dương bằng quảng một đoạn dài hơn nữa khả năng phối hợp kỹ năng của tần mẫn không thua kém gì dương bằng quảng thế nên nay khi Tần Mẫn gia nhập trận chiến, tình hình lập tức khả quan. dưới sự tấn công kép của Phương Bạch và Tần Mẫn, Dương Bằng Quảng từ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giết Lâm Hải Phong chuyển thành cố gắng rời khỏi gian phòng này. tiếc là bây giờ đã muộn. danh sách một nâng tách trà mà Lâm Hải Phong rót cho mình, cẩn thận nếm thử. sau đó nhíu mày, nguội rồi, uống tạm đi. bây giờ tôi không thể làm gì. Chỉ cần tôi hơi động đậy một chút thì kỹ năng này sẽ bị phá hủy, chỉ sợ mấy người này sẽ phá nhà tôi mất. Tôi hiểu rồi. Trình tự số một cao mày, nhưng vẫn uống cạn tách trà trong tay. Lâm Hải Phong nhìn thấy trình tự số một giả vờ bày ra tư thế lạnh lùng kiêu ngạo thì bỗng cảm thấy anh chàng này khá thú vị. Thời gian hai người tiếp xúc không lâu, hơn nữa đều là nói chuyện thông qua bộ đàm, Lâm Hải Phong cũng không biết nhiều về trình tự số một nhưng hôm nay gặp mặt trực tiếp thì xem ra người này cũng không lạnh lùng kiêu ngạo như nói chuyện qua bộ đàm hoặc có thể nói lạnh lùng kiêu ngạo chỉ là vỏ bọc để người khác nhìn vào bên dưới vỏ bọc đó là một tâm tình tính cách tự do đúng là một chàng trai thú vị lâm hải phong nói thầm một câu sau đó hỏi đồ đã xử lý xong chưa xong rồi lâm hải phong nghe trình tụ số một trả lời thì rõ ràng chuyện tổ chức thầy diệt ma lần này đã được giải quyết phiền cậu ra tay rồi. Lâm Hải Phong thấy Dương Bằng Quảng đã rơi vào thế yếu nhưng vẫn sừng sững không đổ thì tiếp tục nói chuyện với trình tự số 1. Sau đó, một làn sóng năng lượng kỳ lạ lại tiếp tục tràn ngập căn phòng. Định Trình tự số 1 hét lên một tiếng, sau đó Dương Bằng Quảng đang chống đỡ đòn công kích của Tần Mẫn bỗng nhiên cứng đờ, sau đó đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, để mặc cho nắm đấm của Tần Mẫn dán thẳng lên người mình. Lâm Hải Phong nhìn thấy cảnh này thì ánh mắt đầy sự thán phục. Mặc dù đã sớm được lĩnh giáo năng lực của trình tự số 1, nhưng mỗi lần thấy anh ta ra tay là Lâm Hải Phong lại choáng ván. Tần Mẫn thấy trình tự số 1 ra tay thì cũng dừng lại, nhưng tiện kéo cả Phương Bạch lùi về sau, đến bên cạnh Lâm Hải Phong. Cần bắt sống đúng không? Trình tự số 1 bình tĩnh hỏi, giống như chuyện bắt sống Dương Bằng Quảng là một chuyện nhỏ bé không đáng nhắc tới. Đúng vậy, Nghe được câu trả lời của Lâm Hải Phong, trình tự số một lại nói tiếp. Vỡ. Một tiếng vỡ vừa vang lên, thân thể dương bằng quảng đang đứng yên không nhúc nhích bỗng nhiên nổ lách tách mấy tiếng, sau đó cả người như bùng nhão ngã lăn ra đất. Nhiệm vụ hoàn thành. Lâm Hải Phong nhìn trình tự số một tỏ vẻ lạnh lùng nhưng giọng điệu lại đấy sự khoe khoang thì im lặng một chút, sau đó nói, cảm ơn. Dương bằng quảng nằm như chó chết trên mặt đất bị ném đến trước mặt Lâm Hải Phong xương cốt toàn thân vỡ vụn dương bằng quảng không ngừng run rẩy máu chảy dọc theo khóe miệng nhưng vẫn cắn chặt răng không nói tiếng nào lâm hải phong nhìn dương bằng quảng co quắp dưới đất thì thở dài cậu theo tôi đi tôi có thể cho cậu địa vị mà cậu nên có chứ không phải sống như loài chuột dưới cống ngầm bị loài người mắng nhiếc dương bằng quảng không nói gì bành quân đã chết rồi dương bằng quảng nghe được câu này mới miễn cưỡng ngẩng đầu lên anh ta nhìn thẳng vào mắt lâm hải phong giống như mất hết thần thái cũng không nói ra lời gia nhập quân đội đi chuyện vừa rồi hoàn toàn có thể xóa bỏ quân đội cần sức mạnh của cậu hoa hạ cần sức mạnh của cậu thế giới này cũng cần sức mạnh của cậu dương bằng quảng nghe lâm hải phong nói thế thì thở dài mơ hồ trả lời bành tướng quân đã cứu tôi ba lần sức mạnh hiện tại của tôi cũng là bành tướng quân cho mặc dù tôi không muốn làm kẻ gian nhưng vẫn phải báo đáp ân tình tôi không biết chuyện bành tướng quân chết là thật hay giả nhưng tôi vẫn chưa thua lời nói của dương bằng quảng không rõ ràng nhưng ánh mắt càng lúc càng điên cuồng đã khiến tần mẫn và phương bạch đứng bên cạnh lập tức cảnh giác rất rõ ràng dương bằng quảng hoặc có thể nói là bành quân còn có thủ đoạn khác một giây sau đó dương bằng quảng phun ra một nguồn máu hơi thở càng lúc càng yếu sau đó nằm yên trên mặt đất không nhúc nhích anh ta đã tự sát sau đó Bùng. Tiếng nổ dữ dội vang lên bên ngoài trung tâm Yến Kinh, một đám mây khổng lồ hình cây nấm phóng lên trời. Nhưng nơi đó lại cách nơi Lâm Hải Phong đang ở rất xa, đừng nói là đụng được đến ông ta, làn sóng xung kích này thậm chí còn chưa chạm được vào tường thành Yến Kinh thì đã tan biến. Quy lực không nhỏ. Trình tự số 1 khẽ nói. Lâm Hải Phong gật đầu tán thành, nếu thứ đó nổ dưới chân tôi thì tôi chết chắc rồi, may mà. May mà có tôi đứng không? không cần cảm ơn. Lâm Hải Phong còn chưa nói hết thì trình tự số 1 đã dành nói trước. Khụ khụ. Lâm Hải Phong cố tình ho khan hai tiếng. Thực ra tôi muốn nói may mà toàn bộ địa điểm tụ tập của Yến Kinh đều nằm trong phạm vi nhận thức của tôi nên mới kịp thời phát hiện ra những quả bom họ đặt bên dưới. Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn cậu. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang bầu không khí lúng túng. Sau đó một bóng dáng cao gầy xuất hiện, kéo theo một chiếc trương nhỏ đi vào. Đội trưởng, Lâm tư lệnh. Trương Tử Bình chào hỏi Lâm Hải Phong và trình tự số 1, sau đó đặt chiếc trương xuống đất. Đã tìm thấy kẻ đánh bom, đây là đầu của kẻ đó. Cảm ơn. Lâm Hải Phong mỉm cười, gật đầu với Trương Tử Bình. Thế là kết thúc rồi. Trình tự số 1 di chuyển ghế, ngồi lại gần Lâm Hải Phong, muốn nói lại thôi. Lâm Hải Phong nhìn thi thể của Dương Bằng Quảng trên mặt đất một chút, sau đó thở dài lắc đầu, kết thúc rồi, nhưng tiếc cho một người mạnh mẽ như vậy. Nếu cậu ta có thể làm việc cho tôi. Trình tự số một miếng môi không phục. Lâm Hải Phong nói Dương Bằng Quảng là cường giả, nhưng mà với trình tự số một mà nói thì anh ta chỉ cần nói hai câu đã có thể giải quyết được Dương Bằng Quảng. Lâm Hải Phong thả lỏng thân thể, đồng thời lấy trong những không gian một bình thuốc phục hồi thể lực, ngửa đầu uống cạn rõ ràng kỹ năng vừa rồi của Lâm Hải Phong tiêu hao không ít năng lượng. Ông ta lại nhanh chóng lấy lá trà ra, sau đó pha một bình trà nóng hổi. Lần lượt rót trà cho những người ở đây, Lâm Hải Phong nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Phương Bạch thì lên tiếng. Tổ chức thầy Diệt Ma đã không thể gây sóng gió gì nữa, trở về đi. Phương Bạch hơi do dự một chút, rồi chậm rãi gật đầu. Thấy được câu trả lời của Phương Bạch, Lâm Hải Phong quay sang hỏi trình tự số 1. Có điều tra được tung tích của trình tự số 2 và trình tự số 3 đang mắc kẹt ở chỗ nào trong bảo địa không? Điều tra được rồi. Họ ở một vùng đất rộng lớn nhưng không có gì nguy hiểm. Trình tự số 1 trả lời, sau đó đặt tách trà xuống bàn, nghiêm túc nói. Tôi muốn nói với ông chuyện này. Từ giờ đến khi ma tai xảy ra chỉ còn khoảng 2 tháng. Điều này không đáng sợ. Lâm Hải Phong vô cùng tự tin. Bây giờ Hoa Hạ có rất nhiều cường giả có cậu, Văn Vũ, Cuồng Lưu, Tần Mẫn, Phương Bạch. Năm người đứng đầu trong danh sách cường giả, còn mấy chục người cũng lọt top 100. Nếu những người có thực lực như vậy mà còn không chống đỡ được ma tai thì loài người cũng chẳng còn hy vọng gì nữa rồi. Sau khi Suzuki Masao, Angere, Dương Bằng quản lần lượt tử vong thì Phương Bạch trình tự số 11 đã leo lên vị trí thứ sáu. Tần Mẫn cũng mới nhận được tin tức, anh ta cũng tăng lên một hạng. Trình tự số một ngồi bên cạnh, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đây chính là điểm phiền phức. Chúng ta không biết ý nghĩa tồn tại của những trình tự này, nhưng đối thủ cũ của chủ nhân, ma tộc lại biết. Quyền hạn của trình tự số một khác với những trình tự khác. Hơn nữa, dựa vào thân phận của tôi có thể nhận được nhiều tin tức hơn. Khi ma tai xảy ra, ma tộc sẽ phát động kế hoạch săn lùng giết chết loài người và mục tiêu đầu tiên là nhằm vào 10 cường giả đứng đầu danh sách những kẻ dẫn đầu bên phía ma tộc đều là những con chủng ma có năng lực hơn nữa số lượng không hề ít ông có nghĩ đến chuyện nếu năm cường giả đứng đầu danh sách đều tập trung hết ở yến kinh thì số ma tộc vây chúng tôi sẽ gây ra sát thương cho yến kinh như thế nào không lâm hải phong nghe trình tự số một nói thế thì im lặng kết quả rất dễ đoán được chỉ cần dựa vào một mình cùng lưu nếu như chiến đấu với người có thực lực ngang bằng thì cũng hoàn toàn có khả năng hủy diệt cả một thành trì cho dù khả năng phòng ngự của yến kinh khá tốt nhưng một khi một đống cường giả giao thủ như vậy thì cũng khó mà bình yên lâm hải phong suy nghĩ một lúc rồi nói nhưng nếu tập trung ở yến kinh thì có thể hỗ trợ cho mọi người một chút trình tự số một lắc đầu tôi không cần lát nữa tôi sẽ đến siberia ở đó tôi có đội săn ma tộc của mình tần mẫn cũng không cần anh ta tự có địa bàn của mình tôi có thể cho ông một đề nghị phương bạch ở lại yến kinh nhưng văn vũ và cuồng lưu không thể ở lại. Trình tự số 2 và trình tự số 3 không cùng đẳng cấp với Phương Bạch, nếu hai người đó ở lại thì Yến Kinh sẽ không chịu nổi. Thế nên, trình tự số 1 nhìn Lâm Hải Phong, nở một nụ cười quái dị. Tôi đã vận dụng quyền hạn của mình, dùng chút thủ đoạn nho nhỏ. Đoán chừng hai người đó chưa thể trở về trong thời gian ngắn. Lâm Hải Phong nghe trình tự số 1 nói thế thì suy nghĩ một lúc. Như vậy cũng tốt nói xong ông ta uống cạn tách trà trong tay sau đó nhìn phương bạch nếu cùng lưu tạm thời chưa thể trở về thì cậu hãy giữ chức chiến thần bạch hổ đi được phương bạch gật đầu đồng ý chiến thần bạch hổ trong quân đội được gọi là chiến thần danh xưng này là một biểu tượng tâm linh cũng là một lá cờ chuẩn mực vừa có ý nghĩa tượng trưng vừa có tác dụng thực tế thế nên cùng lưu có thể mất tích nhưng chiến thần không thể không có bây giờ không biết tung tích cùng lưu ở đâu mà thực lực của phương bạch cũng hoàn toàn có thể tiếp nhận vị trí của cùng lưu chỉ cần thực lực đầy đủ thì ai là chiến thần bạch hổ cũng không còn quan trọng nữa nếu mọi chuyện đã xong thì tôi sẽ đi trước nhóm người trương tử bình tạm thời cứ ở lại yến kinh hy vọng tư lệnh lâm không sắp xếp cho họ những nhiệm vụ quá nguy hiểm không thành vấn đề lâm hải phong gật đầu đồng ý còn nữa cảm ơn câu cảm ơn này của lâm hải phong rất chân thành Mặc dù sự kiện thầy Diệt Ma luôn nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Hải Phong nhưng cũng phải thừa nhận rằng nếu như không có trình tự số 1 thì Lâm Hải Phong muốn giải quyết bành quân cũng phải trả một cái giá khá đắt. Nhìn trình tự số 1 và tầng mẫn rời đi, Lâm Hải Phong suy nghĩ một chút rồi quay đầu nói với Phương Bạch và Trương Tử Bình. Nơi tập trung yến kinh tạm thời không có vấn đề gì. Hai người đến tiền tuyến một chuyến, giải quyết triệt để chuyện thầy Diệt Ma. Nhất định không được buông tha những kẻ ăn thịt người kia. Rõ. Hai người tiến hành một nghi lễ tôn kính với Lâm Hải Phong, sau đó xoay người rời đi. Ba ngày sau. Phương Bạch đứng trước cửa sổ trong phòng làm việc của Bành Quân, lặng lẽ nhìn ra bên ngoài. Sự ồn ào huyên náo bên ngoài đã lắng xuống từ lâu. Khi quân đội đến thì căn bản không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào. Hầu hết các đơn vị tập trung ở thủ Đô Ma đều thuộc về quân đội, có một số sĩ quan cao cấp bị Bành Quân mua chuộc muốn mua chuộc lại họ cũng vô cùng đơn giản. Hơn nữa, Bành Quân và Dương Bằng Quảng đã chết, ở đây căn bản không còn cường giả nào nữa. Ngay cả đoàn quân ăn thịt người do Bành Quân kéo đến cũng đã mất tích từ lâu. Sau lưng Phương Bạch bỗng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, ở thủ đô ma không tìm được bóng dáng của những tên ăn thịt người kia nữa. Một số kẻ đã bị giết, nhưng không giết hết được. Không giết hết được thì thôi vất vả cho em rồi tiểu tuyết tiểu tuyết lắc đầu sau đó nhẹ nhàng đi tới sau lưng phương bạch nắm lấy tay anh ta dịu dàng nói em biết anh phương bạch chắc chắn sẽ không phản bội quân đội người vất vả là anh mới đúng phương bạch mỉm cười lắc đầu nắm chặt lấy tay tiểu tuyết lần này anh sẽ ở lại đúng không từ từ giờ anh không đi nữa thế thì tốt quá bên ngoài thủ đô ma có một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt nhìn mấy quân nhân đang đi tuần tra thì ánh mắt khẽ lóe lên vẻ hoảng sợ kết thúc rồi tổ chức thầy diệt ma xong đời rồi bành quân cũng xong đời rồi kẻ ăn thịt người nghĩ đến đây rồi lập tức rời đi không để ý đến chuyện tiêu hao thể lực nhanh chóng di chuyển đến căn cứ bí mật trong hang núi hang núi không lớn nhưng khắp nơi đều là những tên ăn thịt người nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc áo xanh kia quay lại thì mấy trăm con mắt đều dõi theo ông ta muốn từ miệng thủ lĩnh của mình biết được đáp án đáng tiếc người đàn ông trung niên mặc áo xanh lắc đầu thất bại xung quanh im lặng một lát sau có một giọng nói chậm rãi vang lên vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì đây người đàn ông trung niên lắc đầu vẻ mặt chua xót xin lỗi mọi người nếu chúng ta đi cùng nhau thì mục tiêu quá lớn vừa nói dứt lời người đàn ông trung niên lập tức di chuyển lập tức biến mất khỏi tầm mắt của những kẻ ăn thịt người khác bây giờ chỉ còn lại những kẻ thực sự bị lãng quên ngồi nhìn nhau lúc này một bóng người trong nhóm ăn thịt người đứng dậy tôi có một ý tưởng bây giờ chúng ta không thể tiếp tục ở lại trong nước được nữa qua chuyện lần này chắc chắn lâm hải phong sẽ không bỏ qua cho chúng ta chúng ta chỉ còn một con đường có thể đi mà thôi con đường gì dưới con mắt của hàng trăm người người kia từ từ đứng ra tháo khăn trùng đầu xuống hay là chúng ta đi đảo bảo nơi đó không có quá nhiều chức nghiệp giả thực lực cũng không mạnh dựa vào thực lực của chúng ta nếu đến đó hoàn toàn có thể tiếp tục sống nếu mọi người tin tưởng lý toàn an tôi thì tôi cũng hy vọng mọi người đều có thể sống sót chúng ta nương tựa vào nhau tìm cách tồn tại trong thế giới chết tiệt này mọi người bắt đầu suy nghĩ sau đó các âm thanh lần lượt vang lên chúng ta có thể thử một lần dù sao chúng ta ở lại hoa hạ cũng chỉ như những con chuột trốn chui trốn lủi dưới cống ngầm thế thì không bằng đi thử một lần đúng vậy chúng ta thử xem sao nghe thấy những âm thanh ủng hộ càng lúc càng nhiều lý toàn an khẽ mỉm cười sau đó tôi cảm thấy đường đi xa xôi như vậy chúng ta nên chọn một thủ lĩnh lý toàn an cũng không tệ là người đáng tin cậy hơn nữa thực lực cũng không tồi. Đúng vậy, tôi cũng cảm thấy Lý Toàn An có thể, con người cũng khá hào phóng. Ai làm thủ lĩnh cũng được. Lý Toàn An đang nghe chuyện trên TV audio CV nghe mọi người bàn bạc thì khẽ vẫy tay. Tôi tham gia tổ chức thầy diệt ma không lâu, nếu để tôi làm thủ lĩnh thì chỉ e. Lý Toàn An chưa nói xong thì những kẻ ngồi bên dưới đã nhao nhao lên. Anh Lý, bây giờ là lúc vô cùng nguy cấp cũng may có anh lý đứng ra chỉ bảo cho mọi người một con đường đúng đắn tôi cảm thấy anh làm thủ lĩnh là chuyện hoàn toàn đúng đắn đúng vậy anh lý anh đừng từ chối hầu hết mọi người đều cảm thấy lý toàn an thích hợp làm thủ lĩnh thế nên lý toàn an cũng không từ chối nữa sau một cuộc họp đơn giản những kẻ ăn thịt người nhanh chóng xuất phát dưới sự yểm trợ của màn đêm tổ chức thầy diệt ma đã bị lâm hải phong giải quyết trong một thời gian ngắn thời gian cánh cửa ma giới mở ra càng lúc càng gần, toàn bộ thế giới, cho dù là loài người hay là chủng thần thú hay thú biến dị đều bước vào một thời kỳ vô cùng bình yên, giống như bình yên trước cơn bão. Tại thành phố Mẫu Đơn Giang, Vương Chí Cương đang tập hợp đội ngũ chuẩn bị rời khỏi quê nhà, tiến đến nơi tập trung Yến Kinh. Đây cũng là lời nhắc nhở của Văn Vũ trước khi đi, cũng là do phía Yến Kinh đã gửi tin tức đến. Chú Vương, lần này chúng ta đến Yến Kinh có thể gặp anh Văn Vũ không? Vương Chí Cương nghe Trịnh Diệp hỏi thì gật đầu. Chắc chắn sẽ gặp được. Chỉ là không biết khi anh Văn Vũ của cháu nhìn thấy cháu đã trở thành chức nghiệp giả cấp 3 thì có cảm thấy ngạc nhiên hay không. Trịnh Diệp nghe Vương Chí Cương nói vậy thì hai mắt sáng lên, lập tức liên tưởng đến dáng vẻ ngạc nhiên của Văn Vũ. Trong lòng Trịnh Diệp, Văn Vũ chính là thần tượng, cũng là mục tiêu. Ở phía cuối đoàn quân Di cư, có một người đàn ông nhìn như xác chết biết đi, cả người lấm lem bùn đất đồng thời giống như bị bệnh tâm thần cứ liên tục lẩm bẩm điều gì đó ở một tòa nhà dân bên ngoài khu tụ tập yến kinh mấy chục tên chức nghiệp giả đang tụ tập ăn uống vạn bình ngồi ở ghế chủ tọa thỉnh thoảng lại có người đến chút rượu vạn bình đã đến yến kinh từ lâu nhưng không thể hỏi được tin tức của văn vũ anh ta lại quay lại nghề cũ làm thủ lĩnh thế giới ngầm thuận tiện lôi kéo một mạng lưới tình báo Dựa vào thực lực cấp 4 của Vạn Bình thì muốn tập hợp lực lượng cũng không phải chuyện khó. Có lẽ sau khi vong hồn của Vạn An chết thì đầu óc Vạn Bình tỉnh táo hơn không ít, cũng biết được khoảng cách giữa mình và Văn Vũ. Tích lũy sức mạnh, cho dù là anh ta hay là thuộc hạ của anh ta, đó mới là lựa chọn sáng suốt nhất. Bây giờ Vạn Bình không vội, thực sự không vội. Lúc này, Văn Vũ và Cùng Lưu đang ở trong tháp trấn ma, trải qua thử thách khủng bố vô thời hạn. Hãy bắt một con ong biến dị trong vòng vài giây, bắt đầu. Nhìn những con côn trùng bay tán loạn, Văn Vũ và Cùng Lưu bất đắc dĩ nhìn nhau. Ít nhất phải một tháng nữa mới có thể ra ngoài. Đúng vậy, chỉ mong ông già có chiêu gì khác. Cũng may là phần thưởng không tồi, nếu không thì một tháng này vừa phí thời gian vừa phí sức lực. Văn Vũ nhanh tay lẹ mắt, chưa đến 30 giây đã bắt được vài con ong mật. Hai người thông qua tầng tháp này, tiến về phía trước một tháng sau. Nói một cách chính xác là một tháng lẻ ba ngày. Văn Vũ và Cùng Lưu đứng trên tầng thứ một nghìn của tháp trấn ma với vẻ mặt chết chóc, lặng lẽ nghe những lời nhắc nhở quen thuộc đến phát mệt. Đinh, chúc mừng hai người đã khiêu chiến thành công tháp trấn ma ngàn tầng, mở ra cánh cổng bảo địa. Nghe xong câu nói đó, trong mắt Văn Vũ và Cùng Lưu hiện lên một tia dao động. Đây là cảm giác vui sướng sau khi sống sót từ vụ tai nạn. Sống lại rồi, rốt cuộc cũng kết thúc rồi thậm chí đã có những giọt nước mắt xuất hiện trên khóe mắt cuồng lưu và lẩm bẩm trong miệng những câu từ không thành lời về phần văn vũ đang dùng sức xoay xoay cổ tạo ra âm thanh răng rắc vang vọng tôi phải cảm ơn tám đời tổ tông nhà anh nhìn ánh sáng màu trắng bạc lập lòe ở phía trước chậm rãi biến thành một cái xoáy nước lớn màu bạc văn vũ và cuồng lưu không hề chần chừ lập tức khởi động tốc độ cao nhất chạy như bay về phía lối ra của bảo địa này sau nhiều lần trải nghiệm việc tắm cho mèo biến dị, bắt sâu bọ cho gấu biến dị, xúc phân cho chó đột biến, không ngạc nhiên khi hai người đó có những biểu hiện và hành động vô cùng tự nhiên không gượng ép. Không khí trong lành tràn về phía hai người, mang theo hương thơm của bùn đất và mùi thối rửa của ma khí, nhưng nó lại làm văn vũ và cùng lưu cảm thấy thật thân thương. Đây được gọi là hương vị của quê nhà. Cùng lưu trực tiếp nằm trên mặt đất, hiếp hai mắt lại, cầm lấy một cây cỏ dại bỏ vào trong miệng rồi dùng sức nhai nó trong miệng, mặc kệ chất lỏng màu xanh lá cây đắng chát, nheo mắt nhìn ông mặt trời khổng lồ trên bầu trời. Còn Văn Vũ thì mở ra hồn cảnh thứ hai và hồn cảnh thứ ba ra. Tinh và độc nhãn đang ở trạng thái cực nhỏ cố gắng chen lấn ra khỏi hồn cảnh, với vẻ mặt sống không hối tiếc. Hai con thú này đã đi theo Văn Vũ trong tháp trấn ma đã hơn một tháng rồi, thức ăn thường ngày chỉ có thể là những thanh năng lượng giàu đạm và những thứ tương tự. Đối với hai con thú ăn thịt, những thứ đó cũng chỉ là thứ để bọn nó không đói chết mà thôi, bây giờ trong miệng của hai con thú này sắp có mấy con chim làm tổ rồi. Đi thôi, ăn thôi, chơi thôi, tiêu sái thôi. Văn Vũ kích động vung bàn tay lên, Tinh đã chạy vọt ra ngoài trước, thân hình nhỏ bé kéo theo một loạt âm thanh bùng nổ hòa vào trong không khí, trực tiếp xông vào khu rừng nhỏ trước mặt, trong nháy mắt liền ở phía xa đã có một trận gà bay chó sủa. Ngươi không đi sao? nhìn dáng vẻ yên lặng của độc nhẫn đang quỳ rạp trên mặt đất văn vũ không nhịn được hỏi một câu văn vũ thật sự bị dọa sợ sau thời gian dài bị cầm tù liệu hai con thú này có bị trầm cảm không chứ độc nhãn chớp chớp mắt vài cái với văn vũ sau đó một đợt thần kinh có vấn đề đến từ nó lão đại à tôi muốn ăn phân cút đi văn vũ dùng một chân đá độc nhãn bay xa ở phía xa hai con hồn thú đã chính thức tiến vào trạng thái săn thú Văn Vũ và Cùng Lưu không biết đây là đây cả nhưng những động vật biến dị xung quanh đây cũng không ít đủ cho tinh và độc nhãn ăn một bữa no nê. Đầu tiên, Văn Vũ nằm xuống bên cạnh Cùng Lưu, hít mắt lại, cảm nhận một chút tố chất cơ thể của bản thân. Văn Vũ, người chức nghiệp ở đỉnh cao của cấp 5. Tố chất cơ thể, 2.000 điểm. Đúng vậy, 2 nghìn điểm, cấp 5. Đỉnh cao, Mặc dù ngàn tầng của tháp trấn ma khá gian lận nhưng phần thưởng cũng khá đáng giá đó chứ. Phần thưởng cho mấy chục tầng đầu tiên không đáng kể nhưng phần thưởng tích điểm từ đầu cũng khá hậu hĩnh. Cũng gần như chỉ có điểm tích lũy. Một số lượng điểm tích lũy lớn bị văn vũ chuyển hóa thành tố chất thân thể của bản thân. Thời điểm anh ra khỏi tháp ma trấn văn vũ đã đạt đến trình độ của người chức nghiệp ở đỉnh cao của cấp 5, mơ hồ chạm đến cấp độ xiên xích. Đáng tiếc đó chỉ là bản thân văn vũ được hưởng mà thôi những hồn thú nhỏ của anh như độc nhãn và tinh đều không được hưởng quyền lợi khi sử dụng điểm tích lũy mà cùng lưu còn thảm hại hơn cả đưa gương cho tôi xem nghe lời cùng lưu nói văn vũ trực tiếp móc cái ma kính lê gút từ trong nhẫn không gian ra cùng lưu nhẹ nhàng chạm vào bên trên ma kính sau đó một đợt dao động thần kinh truyền đến trong não cùng lưu văn vũ ở bên cạnh cũng không nhận ra thế nào có phải có cảm giác gánh thì nặng mà đường thì xa không cùng lưu hiếp đôi mắt tự hỏi bản thân, rất lâu sau mới bất đắc dĩ gật đầu. Ma kính lê gút cổ, tuyệt đối là một loại đạo cụ rất mạnh, có rất nhiều chỗ tốt nhưng những chỗ bị hỏng cũng không ít. Giống như cùng lưu của hiện tại. Ban đầu, khi Văn Vũ bước vào tháp trấn ma, thể lực của anh ấy là 1.000 điểm, trong khi thể lực của cùng lưu là 600 điểm ở trạng thái không chiến đấu. Nhưng sau khi ra khỏi đó, Tố chất cơ thể của Văn Vũ là 2.000 điểm nhưng tố chất cơ thể của Cùng Lưu còn chưa đến 700 điểm. Tất cả là vì ma kính Lê gút, để Cùng Lưu trực tiếp sử dụng thuộc tính đặc biệt của ma tinh để cường hóa, chi phí cường hóa có thể nói là giá trên trời. Hai người đều bất đắc dĩ thở dài. Cùng Lưu là vì bản thân nhưng Văn Vũ lại vì ba con hồn sủng của mình. Cảm nhận được bầu không khí trong lành có chút hương vị thối rữa, lại cảm nhận được ánh nắng ấm áp bao quanh cơ thể, nhất thời hai người trở nên vô cùng yên tĩnh. Chỉ có tinh và độc nhãn đang ở nơi xa rống lên một tiếng kích động được xem là ồn ào mà thôi. Một lúc lâu sau, cùng lưu mở miệng trước. Trong tháp trấn ma, hai ta đã nói rõ rồi, chờ sau khi trở lại khu tập trung yến kinh, ma kính lê gút sẽ được quân đội mượn để sử dụng. Vô điều kiện. Ừm, nhưng có thể đừng nói chuyện mất hứng như vậy được không? Văn Vũ lập tức trợn trắng mắt. Khi Văn Vũ cho Cùng Lưu mượn ma kính Lê Gút để sử dụng, ý định ban đầu của anh là muốn tăng sức mạnh cho Cùng Lưu, dù sao thì giữa hai người cũng không có xung đột lợi ích và sức mạnh của Cùng Lưu tăng lên, không có hại gì cho Văn Vũ. Ngay sau khi anh ta tìm ra tác dụng của ma kính Lê Gút, Cùng Lưu đã nghĩ nếu chiếc gương ma thuật của Lê Gút được quân đội sử dụng sẽ có hiệu quả như thế nào hơn nữa, chuyện này còn đem lại nhiều lợi ích. Ví dụ như, huyết nhục của thú biến dị, sản phẩm nghiên cứu khoa học của quân đội chức vụ trong quân đội và hàng loạt lợi ích khác nữa. Nhưng khi hai người đang ở tầng thứ 536, Văn Vũ lại dùng mấy thứ này đổi lấy thể lực của cùng lưu. Chuyện phải làm ở tầng thí luyện thứ 563 là dọn phân cho mấy con chim biến dị. Bông cất chim khắp bầu trời suýt chút nữa khiến Văn Vũ và cùng lưu trực tiếp sụp đổ, sau đó là một loạt cò kè mặt cả. Sau đó anh trải qua thử thách, nan giải là tìm kiếm ma thạch từ hố phân người đột biến ở tầng 625, rồi cả lần dọn hang ổ cho chồn hôi đột biến ở tầng 842, Cùng Lưu đã thành công giành lại được quyền sử dụng ma kính lê gút miễn phí cho quân đội. Sau khi nghĩ đến đây, họ lại một lần nữa nhớ lại nỗi sợ hãi bị chi phối bởi thí luyện, và cả hai lại im lặng với khuôn mặt khó coi. Cho đến khi Cùng Lưu bật dậy đùng một cái. Văn Vũ, có gì đó sai sai đó? Chuyện gì thế? Văn Vũ lười biến không muốn nói chuyện hình như thời gian không đúng nhỉ. Hửng. Vẻ mặt của Văn Vũ lúc này quả thật đã nghiêm túc hơn rất nhiều, sao lại không đúng? Trên đồng hồ tôi, bây giờ là 1 giờ 28 phút đó. Đúng vậy, không sai. Văn Vũ nhìn mặt trời, nói một cách chắc chắn. Là ngày 27 tháng 10 năm 2017, 1 giờ 28 phút sáng. Sau một lúc do dự, cùng lưu lại nhìn mặt trời trên không trung, bổ sung một câu. Giờ yến kinh Sai lệch múi giờ Đầu óc văn vũ không ngu ngốc đến mức không nghĩ đến lý do này Sau khi nghiêm túc suy nghĩ một hồi lâu sau Văn vũ thở dài một hơi rồi lại tiện thể tìm một tư thế thoải mái hơn để nằm Người canh giữ bảo địa số một này quả thật rất cẩn thận điều đầu tiên văn vũ nghĩ đến là người canh giữ bảo địa số một sử dụng quyền hạn của mình để mở cổng ra của bảo địa tại một quốc gia khác như vậy thì sau khi văn vũ và cuồng lưu ra khỏi đó cũng sẽ không thể quay về hoa hạ như vậy thì ra khỏi đó cũng không có tác dụng gì ai cuồng lưu thở dài thường thược và rồi nằm xuống vị trí ban đầu cuộc sống hơn một tháng trong tháp trấn ba đã hoàn toàn xóa sạch những lo lắng về lâm hải phong trong lòng cuồng lưu một tháng nói dài cũng không quá dài nói ngắn cũng không quá ngắn nhưng với những thủ đoạn của lâm hải phong và bành quân thì một tháng này là quá đủ để xoay hoa hạ đến chóng mặt và cuộc chiến giữa hai bên có lẽ đã sớm có kết quả chỉ có một điều hai người không ngờ được là chuyện sửa đổi cửa ra của bảo địa lần này là do trình tự số một làm ra máy thông tin của anh đâu nhìn xem có thể kết nối đến khu vực trong nước không cũng có thể đồng hồ anh bị lỗi rồi văn vũ nằm ngửa trên mặt đất miệng thì nói như đang đưa ra lời đề nghị nhưng từ thái độ thản nhiên của anh cho thấy văn vũ hoàn toàn không để tâm đến chuyện hai người họ đang ở đâu chỉ cần không phải ở ma giới thì với thực lực của hai người thì ở đâu cũng không thành vấn đề đồng hồ của tôi không thể sai được đây là sản phẩm của học viện khoa học đó mô hình tùy chỉnh của nó là chiến thần duy nhất cùng lưu vừa nói những thứ vô nghĩa với văn vũ lại vừa chậm trì lấy chiếc máy truyền tin ra không có một chút tín hiệu nào cả. Sau đó anh ta tùy ý ném chiếc máy truyền tin đi như một sự thật hiển nhiên cùng lưu cũng không có ý muốn thăm dò chuyện hai người đang ở đâu. Im lặng hưởng thụ không khí và ánh mặt trời, sau đó, văn vũ và cùng lưu dần dần thiếp đi. Tháp ma trần ngàn tầng quả thật là cực hình đối với hai người. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.